chương 4680, ra trận, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đều là gia hỏa thích gây chuyện, bọn họ không sợ những chuyện này. Bọn họ không có đứng ra, hai bàn tay đặt lên vai của bọn họ. Hai tên gia hỏa này không cần quay đầu cũng biết là lăng hàn đang ngăn cản bọn họ. Chúng ta lẫn vào đội ngũ, cũng không phải đến tranh đấu. Nghĩ tới đây, tiểu thanh long và đại hắc cẩu thu liếm lại, được rồi, vào thiên không đảo lại nói. Hừ, dịch thiên phong lặng lẽ đảo qua, Tự nhiên cho rằng ba người lang hàn sẽ lùi bước, nhưng hắn là cường giả bài danh tinh võng, hắn châu bò cỡ nào, nếu ba người lang hàn không sợ thì đó mới là việc lạ. Tốt rồi, tranh thủ thời gian hoàn thành đăng ký, ta nghe người ta nói, Thiên Không Đảo sẽ mở ra trong hai ngày tới. Đường Dung nói, kỳ thật nàng không thích Dịch Thiên Phong cao ngạo, nhưng cũng khinh thường kẻ hèn nhát. Nói xong, nàng phất tay áo và quay người rời đi. Dịch Thiên Phong cười lạnh, hắn nhìn đám người và rời đi. Mọi người mặc dù khó chịu nhưng trong đội ngũ có cao thủ tinh võng tỏa chấn, bọn họ cảm thấy sinh tồn tăng nhiều, cho nên bọn họ sẽ nhịn. Tiểu tử kia làm ta cảm thấy khó chịu, đại hắc cầu nói một tiếng, đúng, rất muốn đánh hắn. Tiểu thanh long gật đầu, lang hàn bật cười, đạt tới độ cao như hắn sẽ lười quan tâm tiểu nhân vật như dịch hiên phong, hắn muốn đấu đều là thế hệ hoàng kim như lâm hiên, cho dù là thạch nguyên trần cũng chỉ có thể chờ hắn chém giết chứ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thế hệ bạch ngân phần lớn đều là chân ngã cảnh, hơn nữa đều là chân ngã đệ tứ hình thậm chí đệ ngũ hình, chờ đạt được tiến hóa quả sẽ đánh vỡ cực hạt, cho nên chuyến đi lần này, thế hệ Bạch Ngân chính là đối thủ mạnh nhất của Lăng Hàn. So với thế hệ Bạch Ngân, tu vi của ta yếu hơn nhiều, ta còn chưa hoàn thành thạch thai. Đế tử là danh từ vô địch cùng giai, chiếm ưu thế cảnh giới, hơn nữa còn là thế hệ Bạch Ngân, muốn chiến thắng bọn họ dễ vậy sao? Không biết ở Thiên Không Đảo có thể dẫn động địa mạch hay không, nếu có thể, ta sẽ có thêm một lá bài tẩy. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi này có thể nhìn thấy thiên không đảo, đó là hòn đảo to lớn nổi bồng bềnh trên trời, bị đạo tác trí cao bao phủ, hóa thành cột sáng mỹ lệ không gì sánh được, thần hà làm cho người ta si mê. Đẹp thì đẹp nhưng lại nguy hiểm không gì sánh được, nếu như tôn giả tới gần sẽ bị giết chết trong nháy mắt, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào xuyên thấu. Chỉ có đến thời điểm mở ra chân chính, đạo tác trí cao mới có thể biến mất, xuất hiện một lối vào, bọn họ có thể tiến vào từ thông đạo riêng biệt sau khi ba người lăng hàn đăng ký tư liệu thì nghỉ ngơi gần đó dự tính ngày mai hoặc ngày kia là thời điểm thiên không đảo mở ra một đêm sau bọn họ nhìn trời lần nữa chỉ thấy đạo tác bao phủ thiên không đảo đang nở rộ thiên không đảo chính thức mở ra tất cả mọi người vội vàng đi tới lối vào xếp hàng vào sân người đi vào đầu tiên chắc chắn là đế tộc không ai tranh nổi bọn họ cũng không dám tranh sau đế tộc là thánh địa sau thánh địa mới đến phiên thế lực tôn giả đẳng cấp uy nghiêm đáng sợ, không có ai dám vượt qua. Có cường giả tỏa chấn nơi này, mục đích chủ yếu cũng không phải vì tìm kiếm ba người lăng hàn, mà là xem có thế lực nào mang theo võ giả vượt qua chân ngã cảnh đi vào hay không. Việc này tuyệt đối không cho phép, một khi cha ra, người thế lực đó đừng hòng đi vào thiên không đảo. Bởi vậy, trừ những thế lực ngay từ đầu muốn thử thời vận ra, về sau không có nhà nào dám làm như thế. Đợi cả buổi, cuối cùng cũng đến phiên đường ra. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, Lối vào có người xét duyệt thân phận, mà người này chính là Tôn giả. Vì cái gì không phải thánh nhân? Ha ha, đường đường thánh nhân đi làm việc này, thử hỏi có thánh nhân nào bỏ được mặt mũi xuống hay không? Trên thực tế, Tôn giả đã đầy đủ cường đại, liếc mắt nhìn là có thể nhận ra có ngụy trang hay không. Đế tộc còn tốt, mỗi một tên đế tử đế nữ đều có tâm vô địch, bọn họ sẽ không mang theo tùy tùng, cho nên đặc biệt dễ loại bỏ, nhưng đến thánh địa và thế lực Tôn giả sẽ mang theo nhiều người giống như đội ngũ đường dung đã có tới 105 người, quả thực trùng trùng điệp điệp. Trong tình huống như vậy, tên tôn giả kia cũng không có khả năng kiểm tra kỹ càng từng người, hắn chỉ liếc mắt nhìn mà thôi. Bình thường mà nói như vậy là đủ rồi, diễn hồn thuật vô cùng trâu bò, tôn giả liếc mắt nhìn không ra. Xoát, ba người lăng hàn cảm thấy có một tia ý thức lướt qua thân thể, ngay cả thức hải cũng run nhẹ, nhưng tia ý thức này quét qua thì đi, cũng không có dừng lại, càng không lui tới lần nữa. Tên tôn giả kia phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi. Đường Dung đi đầu vào truyền tống trận, muốn vào thiên không đảo, đây là lối đi duy nhất, cũng là lối vào được đạo tắc bỏ qua. Hơn 100 người tiến vào trong truyền tống trận, xèo, tia sáng lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy hoa mắt, mọi người đi tới một bình nguyên, bốn phía đều là cây cối cao lớn, còn có thân cảnh như con rắn lớn uốn lượn, tán cây che khuất bầu trời. Đây là thiên không đảo, quay đầu nhìn chung quanh, cũng không có truyền tống trận tồn tại, Hiển nhiên nó chỉ có thể đưa vào trong thiên không đảo mà thôi. Tiểu Hàn Tử, thế nào? Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói. lang Hàn gật đầu, không có vấn đề, ta đã nhớ kỹ kết cấu trận pháp, chỉ cần đạo tác phong cấm mở ra, ta có thể tùy thời quay về thiên không tinh. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu nhếch miệng cười, hiện tại bọn họ không có nỗi lo về sau. Đi, Đường Dung ra lệnh một tiếng, mọi người cùng tiến lên. Bốn phương tám hướng đều có đội ngũ tiến vào trước, nhưng bây giờ không ai có suy nghĩ gây hấn không có lợi ích tranh đấu làm cái rắm gì ba người lăng hàn tạm thời cũng không có suy nghĩ thoát ly đội ngũ mỗi lần thiên không đảo mở ra sẽ kéo dài ba năm ba năm sau không đảo sẽ đóng lại các tiến hóa quả chưa kịp hái sẽ héo tàn cho nên thời gian rất nhiều không ngại xem thử tình huống một chút hòn đảo này rất lớn thậm chí có thể nói là to lớn kinh người nó có diện tích một phần tư thiên không tinh hơn nữa nơi này có đạo tác trí cao áp chế chẳng những không thể phi hành thậm chí tốc độ di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều cho nên, muốn lục soát hòn đảo này một lần, cho dù là chân ngã cảnh thì ít nhất phải tiêu tốn thời gian 1-2 năm. Trên đường đi, dịch thiên phong không ngừng xum xoe đường dung, đường dung thì rất xa cách, từ đó mọi người mừng thầm, nhìn ngươi xem thường người khác, hiện tại đã gặp báo ứng rồi. Bởi vì thiên không đảo quá lớn, mặc dù nhiều người tiến vào, bọn họ phân tán ra thì hòn đảo vẫn chống trải. Đội ngũ tiến lên, mấy ngày sau, bọn họ đã có thu hoạch. Tiến hóa quả, chỉ thấy trên mặt đất mọc ra một gốc thực vật kỳ dị, nhưng nó lại cao ba thước, chỉ kết xuất một quả trái cây màu đỏ thẫm, quả chỉ to bằng nắm đấm, vỏ trái cây có từng đường vân màu vàng kim, chúng đan vào nhau tạo thành đồ án phức tạp. Cuối cùng cũng có thu hoạch, đường dung tươi cười, mới năm ngày mà thôi, bọn họ đã nhận được tiến hóa quả đầu tiên, nếu có thể tiếp tục giữ vững, ba năm sẽ có thu hoạch bao lớn. Ha ha, đây là của ta, giọng nói của một nam tử vang lên, chương 4681, Mỹ nữ phát huy. Xoát, mọi người đồng loạt nhìn sang một hướng nơi đó có một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng chỉ từ tư thế này cũng đủ trang bước mười phần cút dịch thiên phong lập tức hừ một tiếng nhưng hắn là cao thủ tinh võng bài danh hơn tám nghìn người tuổi trẻ kia cười nhạt nói tiến hóa quả và nữ nhân này lưu lại những người khác có thể cút dịch thiên phong giận dữ ta bảo ngươi cút ngươi còn nói cái gì đó hắn lúc này muốn xuất thủ nhưng suy nghĩ nếu cứ xuất thủ như vậy sao có thể cho thấy sự cường đại của hắn các ngươi lên, hắn quay đầu, hắn nói với đám người lăng hàn, mọi người nhìn nhau, tại sao lại là bọn họ xông lên. Tốt, lên thì lên, bọn họ có hơn trăm người, chẳng lẽ còn không làm được một người. Hiu hiu hiu, lúc này có 13 người nhảy ra, người trẻ tuổi kia lao tới. Không biết lượng sức, người tuổi trẻ kia cười lạnh, cuối cùng vẫn đứng chắp tay, tay trái vươn ra, nhẹ nhàng ấn một cái, lập tức, lúc này thiên địa đạo tắc ngưng tụ và hóa thành cự trảo màu bạc, bắn chụp lấy 13 người. 13 người nhao nhao dương điều động đạo tắc, sử dụng lực lượng mạnh nhất nghênh đón. Người trẻ tuổi kia nói bọn họ không biết lượng sức, banh, ngân chảo oanh kích làm cho 13 người người kêu thảm thiết, sau đó bị nghiền ép thành huyết tinh không chút lưu tình. T, thấy cảnh này, những người đang tiến lên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, 13 người liên thủ còn không địch lại một kích, toàn bộ bị miểu sát, bọn họ xông lên thì có thể làm gì. Thêm mấy lần ra tay, toàn bộ bọn họ sẽ bị đánh chết. Bọn họ đã cầm tiền của đường ra, muốn làm việc thay đường dung, nhưng tuyệt đối không thể biết rõ chịu chết còn sông lên như thế. Dịch thiên phong run rẩy lúc trước hắn nói đám người lăng hàn yếu ớt cạn bá, trên thực tế cũng như thế, những người này mặc dù đều là chân ngã cảnh, nhưng chỉ là đệ nhất hình, đệ tứ hình có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn có thể một kích miểu sát 13 người sao. Trong lòng của hắn không chắc, nhưng hắn là cao thủ tinh võng bài danh hơn 8.000, hắn cho rằng mình sẽ thắng. Dịch thiên phong cất bước mà ra, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Cản ta mười chiêu, khi đó ngươi mới có tư cách biết tên của ta. Người tuổi trẻ kia cao ngạo nói, đúng là cuồng, dịch thiên phong hét lớn một tiếng, hắn xông lên giết đối phương. Oanh, hai người vừa mới va chạm thì đạo tắc hóa thành thần liên, hóa thành thần lôi, tia sáng rực rỡ và khủng bố vô biên. Tất cả mọi người không thể không lui, chiến lực của đối phương thật đáng sợ, cho dù chỉ dư uy cũng không phải bọn họ chịu nổi. Đột nhiên, chiến đấu ngừng lại, có thể cản 10 chiêu của ta, tốt, người có tư cách biết rõ tên của ta. Người trẻ tuổi kia cao ngạo nói, ta chính là bốc thiên giật, cái gì, bốc thiên giật, lúc này, trong đám người sinh ra bạo động, bốc thiên giật bài danh tinh võng bài danh hơn 6 ngàn. T, sắc mặt dịch thiên phong biến hóa, hắn kiêu ngạo nhất chính là bài danh tinh võng, đây là căn nguyên niềm tin của hắn, nhưng bài danh người ta hơn 6 ngàn, từ đó đã cao hơn hắn 2 nghìn. Cho dù bài danh tinh võng không thể đại biểu chiến lực, nhưng tranh lệch nhiều nhất 500 vị trí mà thôi, ngoài 500 bài danh thì không ai có thể xoay người. Tại sao hắn xui xẻo như thế, vừa xuất hiện đã gặp người mạnh như thế? Tốt, tiến hóa quả thuộc về ngươi. Dịch thiên phong rất quả quyết, hắn không đối kháng với cao thủ mà mình không có chút phần thắng nào. Đây là thiên không đảo, có đạo tác trí cao phong tỏa, hoàn toàn che đậy với bên ngoài, cho nên, thời điểm này hắn càng phải thành thật. Bốc thiên giật cười ha ha một tiếng, nói lỗ tai của ngươi có vấn đề sao, ta nói, tiến hóa quả và mỹ nữ kia đều lưu lại. Dịch thiên phong hừ một tiếng, mặc dù bài danh tinh võng của ngươi cao hơn ta hai nghìn, nhưng thật sự tử chiến thì chưa chắc ngươi sẽ thắng, cho dù thắng cũng phải trả giá thật lớn. Tay phải hắn chấn động, trong tay xuất hiện đại đao đen nhánh, thân đao lại có đường vân màu vàng kim và tỏa ra khí tức kinh khủng. Bốc thiên giật ngưng trọng, cây đao này cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh. Không nghĩ tới người còn có pháp khí tứ tinh, hắn nói một câu, sau đó nói tốt lưu tiến hóa quả lại các ngươi có thể cút đi dịch thiên phong phất phất tay chậm đột nhiên đường dung mở miệng ta sẽ không giao ra tiến hóa quả dung nguội nguội đó là bốc thiên giật chúng ta không phải là đối thủ của hắn dịch thiên phong nói cho dù hắn có dạ hiểm đao nhưng nhiều nhất chỉ có thể liều lưỡng bại câu thương với bốc thiên giật nhưng tuyệt đối không phải kết quả mà hắn muốn đường dung không để ý tới nàng cất bước đi về phía bốc thiên giật ngươi giết vì tùng của ta ta muốn ngươi bồi mạng. Bốc thiên giật sững sờ, sau đó cười ha ha, kỳ thật ta không tin ngược to không nháo, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta lại tin tưởng. Xoát, một đạo ngân quang hiện lên, đường dung đã công kích, trong tay nàng xuất hiện một thanh ngân kiếm, một kiếm lay chém qua, ánh sáng vô tận bạo phát giống như muốn chém nước thiên địa. Cái gì, bốc thiên giật kinh hãi, vội vàng dùng pháp khí ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn bị chém lui, bước chân lún xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hắn há miệng phun máu tươi. Khốn kiếp, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người vô cùng chấn động, có ai nghĩ tới vưu vật tuyệt sắc bảng lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nếu nói tới vẻ mặt biến hóa phong phú nhất, đương nhiên là thuộc về dịch thiên phong. Hắn vẫn cho rằng mình là đệ nhất cao thủ trong đội ngũ, hắn sĩ diện và đùa nghịch thủ đoạn, bây giờ hắn bị tát thật đau, mặt đỏ tới mang tai. Đường dung đắc thế không tha người, ngân kiếm liên tục chém tới tấp. Bốc thiên giật hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, hắn bị áp chế rất nhanh huyết quang bộc phát một cánh tay của hắn bị chém đứt hắn kêu thảm một tiếng cũng không dám tiếp tục ham chiến vội vàng quay đầu bỏ chạy hắn vừa đi mấy bước thân thể của hắn run rẩy và ánh mắt mất đi tiêu cự đường dung bước tới ngân kiếm quét qua đầu người bay lên trời nàng mạnh tới mức bốc thiên giật không chống cự nổi nàng có thể đắc thủ dễ dàng là bởi vì bốc thiên giật một lòng chạy trốn cho nên hắn hoàn toàn quên chống đỡ nàng thu kiếm đứng đó phong thái động lòng người, nhưng lần này không người nào dám động ý nghĩ không chính đáng với nàng. Thực lực, đường dung dùng thực lực cường đại chứng minh nàng cũng không phải là bình hoa, mà là đại cao thủ chém cao thủ bài danh tinh bảng hơn 6.000. Đánh bại bốc thiên giật, trong thời gian ngắn chém đứt cánh tay đối phương, sau đó một kiếm bêu đầu, thực lực của nàng tuyệt đối cao hơn bốc thiên giật rất nhiều, có thể tiến vào top 1.000 trên tinh võng. Cao thủ như thế đã đạt tới cấp bậc thánh nữ của thánh địa, bọn họ không nên động ý nghĩ không tốt mới thỏa đáng. Dịch thiên phong ngượng ngùng, hắn hít hà nửa ngày mới khôi phục tinh thần, quá mất mặt. chương 4682, Phó Cảnh Nguyên. Tiểu hàn tử, có phải đã coi trọng nàng hay không? Đại hắc cầu sử dụng thần thức truyền âm. Ha ha, lang hàn chỉ cười một tiếng. Không xem trọng nàng, tại sao ngươi xuất thủ trợ giúp? Đại hắc cầu nói, chẳng lẽ nó nhìn không ra, cuối cùng là lang hàn vận dụng sát khí xung kích mới làm cho tinh thần bốc thiên giật bị thương, từ đó bị đường dung bêu đầu. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn lại nói. Còn nữa, người nhìn không ra, đường dung rất giống một người sao. Ồ, nghe hắn nhắc nhở, đại hắc cầu lập tức giật mình. Nhà đầu đường Vân Nhi này, có lẽ là cùng tộc. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhìn thấy đường dung xuất thủ mấy chiêu thì phát hiện có cảm giác quen thuộc, lại thêm họ đường, từ đó hắn đã có suy đoán. Nên giúp một chút, đại hắc cầu gật đầu, mặc dù nha đầu đường Vân Nhi không đáng tin cậy, nhưng cũng nhiều lần giúp bọn họ, đương nhiên, nàng đạt được chỗ tốt cũng không ít, được truyền thụ cổ dương thiên kinh và rất nhiều thánh thuật. Khó trách cầu ra có cảm giác quen mắt, thì ra nhà đầu vừa rồi đã vận dụng lạc diệp kiếm pháp. Lạc diệp kiếm pháp chính là lăng hàn thông qua khảo nghiệm cuối cùng của cổ dương thánh nhân, đạt được một trong bốn môn thánh thuật, hắn không giữ lại và truyền cho đám người nữ hoàng, lâm lạc, đường vân nhi cũng có một phần. Thời điểm truyền thụ, hắn cũng không có tiến hành hạn chế, nói thánh pháp không thể ngoại truyền, hắn thấy người là chủ thể tu luyện, mà không phải là pháp nhìn khắp thiên hạ, tất cả mọi người tu đế kinh, đế thuật, lang Hàn tin tưởng mình cũng là mạnh nhất. Lăng Hàn cảm thấy đây là việc nhỏ, tùy tiện tìm đội ngũ lừa dối một chút, không ngờ gặp tộc nhân của đường Vân Nhi. Đường Dung nhận tiến hóa quả, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ, khốn kiếp, ngươi là đại lão bài danh top một ngàn trong tinh võng, có thực lực quét ngang tất cả mọi người, hiện tại còn tìm bọn họ làm hộ vệ, gặp được nguy hiểm bọn họ không có tác dụng gì, bọn họ làm sao chịu nổi lúc này cho dù là dịch thiên phong cũng biến thành im lặng giống như hắn bị đả kích một ngày sau hắn lại sinh động hẳn lên đi theo làm tùy tùng lấy lòng đường dung vô cùng nhiệt tình hắc hắc gia hỏa này khắc phục lòng tự trọng nam nhân không biết xấu hổ nha đại hắc cầu cười nói lang hàn gật đầu trước đó dịch thiên phong theo đuổi đường dung hắn chỉ xem trọng sắc đẹp của đối phương đương nhiên đường dung có bối cảnh tôn giả cũng rất tốt nhưng bây giờ đường dung còn có thể trở thành nội trợ hiền trên phương diện võ đạo thậm chí hắn có thể ôm đùi, như vậy càng có giá trị theo đuổi. Tiểu hàn tử, lúc nào chúng ta đi một mình, đại hắc cầu hỏi, bọn họ không có khả năng đi theo đội ngũ này kiếm ăn. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ địa mạch nơi này, đợi thêm mấy ngày. Lăng hàn trả lời, thiên không đảo cũng có địa mạch, nhưng bị quy tắc trí cao áp chế, cảm ứng vô cùng khó khăn, bởi vậy lăng hàn bây giờ còn đang quen thuộc quá trình, hắn không có đạt tới trình độ dẫn động. Được, tiểu thanh long cùng đại hắc cầu đều gật đầu. Bọn họ lần này tới để giết đế tử, cho nên bọn họ phải gia tăng chiến lực lên, bằng không bọn họ khó đánh lại thế hệ Bạch Ngân. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm tiến hóa quả, mặc dù tiến hóa quả là đặc sản của thiên không đảo, nhưng cũng không phải cây cỏ nát trên đường, làm sao có thể tùy tiện thu hoạch cơ chứ. Sau đó mấy ngày, bọn họ không thu hoạch được gì. Mỗi người đều nôn nóng, tiến vào bí cảnh luôn luôn đại biểu cho nguy hiểm, nơi này cũng không ngoại lệ, trừ phải đối mặt người cạnh tranh ra, trên đảo cũng có sinh vật, đều là hung thú không có trí tuệ, chúng cực kỳ hung tàn. Mấy ngày nay bọn họ gặp vài con, may mắn có đường dung cùng dịch thiên phong đầy đủ cường đại, từ đó bọn họ hữu kinh vô hiểm qua ải. Ngang, một tiếng thú giống vang lên, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ nhảy ra ngoài. Hổ thanh nha, tất cả mọi người run rẩy. đây là một con mãnh hổ lớn người trượt, hai cây răng nanh dài mọc ra trên bờ môi, răng nanh dài hơn nửa trượt, xanh biếc, đây là nguyên nhân gọi nó là hổ thanh nha. Hung thú không có trí tuệ, làm việc toàn bằng bản năng, xem ra con hung thú này xem bọn họ thành đồ ăn. Đối mặt đồ ăn, đương nhiên là tấn công, mọi người vội vàng ninh tiếp, hung thú nơi này mạnh tới mức đáng sợ, một tiếng hổ gầm vang lên, sắc mặt mọi người trắng bệch, chân bọn họ như mềm nhũn ra. Xoát, bỗng nhiên con hổ này vẫy đuôi, đuôi như roi thép quét qua một cái, mấy người kia bị đánh bay ra ngoài. Bành, 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 sau một lần loạn chiến, mọi người đại bại, cho dù là đường dung cùng dịch thiên phong cũng không địch lại rút lui đường dung không có cậy mạnh ngược lại cũng không phải tranh đoạt tiến hóa quả hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng bọn họ rút lui nhưng con hung thú này lại đuổi theo không bỏ đương nhiên nó đang săn mồi lang hàn quay đầu nhìn lại ông khí tức kinh khủng bộc phát chi con hổ lập tức dừng bước bản năng cảm ứng của nó cảm giác sợ hãi áp đảo nhu cầu ăn uống mặc dù mọi người cảm thấy kỳ quái tại sao con hung thú không đuổi nhưng đối với kết quả như vậy bọn họ cầu còn không được cần gì biết tại sao vội vàng sử dụng toàn bộ sức mạnh chạy trốn sợ con hung thú lại đuổi tới đường dung nhíu mày việc này quá không hợp đạo lý cho dù nàng thông minh cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao sau khi chạy đủ xa bọn họ nghỉ dưỡng sức một lúc sau đó tiếp tục tiến lên oanh một đạo kình phong xuất hiện dọa mọi người sợ hãi nhảy dựng lên may mắn lúc tới gần bọn họ đã hao hết lực lượng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lên bọn họ là ai đang đánh lén chúng ta quá ghê tởm Tất cả mọi người buồn bực, bọn họ đi đường đang yên đang lành, huống hồ không có tranh đoạt tiến hóa quả, bọn họ trêu ai ghẹo ai. Bọn họ tức giận muốn đòi công đạo, thật quá mức. Nhìn theo dấu vết công kích, bọn họ nhìn thấy hai nhóm người kịch chiến. Nói cho đúng là mười mấy người đánh một người. Không được, lập tức có người kinh hô, chỉ vào người bị vây công và nói. Đó là Phó Cảnh Nguyên, người hắn chỉ mặc một thân áo đen, khuôn mặt thon gầy nhưng hai mắt vô cùng lớn, tỷ lệ cực kỳ không hợp lý. T, Chẳng lẽ hắn là Hắc Ma Thánh Địa Phó Cảnh Nguyên? Trời, mọi người liên tục hít khí lạnh, sắc mặt nhiều người trắng bệch. Phần lớn đế tộc, thánh địa đều rất bá đạo, không có biện pháp, thực lực còn đó, có chút thế lực chẳng những bá đạo, hơn nữa động một chút lại giết người, có thể nói là số danh vang xa. Hắc Ma Thánh Địa là một trong số đó, mà Phó Cảnh Nguyên chính là đạo tử đương đại của Hắc Ma Thánh Địa, xuất đạo hơn 100 năm, hắn lấy mạng vô số người. Phó Cảnh Nguyên rất thông minh, Hắn giết người như ngoé nhưng xưa nay không trêu chọc đế tộc cùng thánh địa khác, cho nên hắn sống rất thoải mái. Tinh võng bài danh 62, đi mau, tất cả mọi người nói ra, đây là ma vương giết người, tuyệt đối không thể trêu chọc, thậm chí cũng không thể để đối phương nhìn thấy, nếu không Phó Cảnh Nguyên sinh ra sát tính sẽ xui xẻo. Cạc cạc, nếu đã tới, các ngươi chạy cái gì? Xèo, bóng người lóe lên, chỉ thấy Phó Cảnh Nguyên đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đầu lâu của mười mấy người vây công nổ tung tứ chi vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Chương 4683, hy vọng. Phó Cảnh Nguyên đứng đó với sắc mặt bình thản, hoàn toàn không nhìn ra đối phương vừa giết mười mấy người. Mọi người sợ hãi, sắc mặt như cho tàn, tinh võng bài danh 62 vị, mạnh đến mức bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Cao thủ như vậy muốn giết bọn họ, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Gương mặt xinh đẹp của Đường Dung cũng trắng bệch, đầu tiên là thực lực không bằng, thứ hai so đấu bối cảnh, người ta có hậu trường là thánh địa, căn bản không cần đặt đường ra trong lòng. Càng mấu chốt chính là, đây là thiên không đảo, sau khi tiến vào sẽ mất liên lạc với bên ngoài, chỉ cần giết người diệt khẩu thì không ai có thể tra xét. ở chỗ này, phó cảnh nguyên chẳng khác như cá gặp nước, sát tính của hắn càng không cố kỵ. các ngươi muốn chết như thế nào? phó cảnh nguyên hỏi. ở phương diện này, kỳ thật ta rất dễ nói chuyện, nguyện ý thỏa mãn các ngươi trăm phần trăm. nếu như kiểu chết đặc biệt có sáng ý, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Tất cả mọi người không nói gì, đây là một người điên, hơn nữa còn là người điên thực lực cường đại, từ đó bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thiên không đảo lớn như thế, vì cái gì lại bị bọn họ gặp phải? Hi hi, cậu ra muốn sống đến già chết, thế nào? Đại hắc cầu mở miệng, tất cả mọi người nhìn lại, trong ánh mắt mang theo bội phục, ở trước mặt phó cảnh nguyên còn có thể nói năng chậm rãi như thế, chỉ phần dũng khí này cũng đủ làm người ta giơ ngón cái lên. Phó cảnh nguyên cười ha ha, sau đó lắc đầu, thật xấu hổ, chỉ sợ nguyện vọng này của ngươi khó mà thực hiện, ta cũng không quen chờ lâu như thế. Đại hắc cầu thở dài, xem ra, chúng ta không thể vui vẻ làm bằng hiếu. Hiển nhiên không thể, phó cảnh nguyên gật đầu, nếu không thể làm bằng hiếu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tạm biệt. Đại hắc cầu nói, sau đó gọi mọi người, đi rồi đi rồi, như thế cũng được, tất cả mọi người nói thầm trong lòng, nếu có ai có thể giết tên ma vương giết người này thì quá tốt. Ai bảo các người đi, Phó cảnh nguyên lập tức trở mặt, hắn bộc phát sát khí đáng sợ. Chân mọc trên thân cầu ra, ta muốn đi, người còn muốn cản hay sao? Đại hắc cẩu nói, phó cảnh nguyên cười một tiếng, vậy không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là chặt đứt chân của ngươi. Ha 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 ha, đánh gãy chân chó, tiểu thanh long cười phá lên, ra hỏa này cười tương đối thấp, hơn nữa còn rất dễ dàng chọc người khác cười. than lăn, người muốn chết sao? Đại hắc cẩu hung tợn nói, ha 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 ha. Tiểu Thanh Long chỉ ôm bụng cười to, thấy hai người này đùa giỡn, Phó Cảnh Nguyên giận dữ. Hắn thích giết người, càng ưa thích thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của người khác trước khi chết, hiện tại hai người này cười hi hi ha ha. Hừ, các ngươi không đặt ta vào mắt, muốn chết, Phó Cảnh Nguyên xuất thủ, xoát, hắn xuất ra một trường chém về phía Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu. Tiểu xà vẫy đuôi, Đại Hắc Cầu xoay người đá một cước, bành, một cước này đánh vào trường đao của đối thủ, trường đao lập tức bị đá nát. A. À, Mọi người thấy thế đều sinh ra vẻ mặt chờ mong, có lẽ, có lẽ bọn họ còn có chút hy vọng. Phó Cảnh Nguyên cũng sướng sờ, không nghĩ tới công kích của mình lại không thành công. Nhưng mà hắn cũng không có đặt trong lòng, một kích vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, còn không phải một phần mười chiến lược của hắn. Khó trách dám làm càn trước mặt ta, thì ra còn có chút thực lực. Hắn thản nhiên nói, nhưng mà, một kích vừa rồi chỉ là một ít lực lượng của ta mà thôi. Cậu ra chỉ vận dụng một phần trăm lực lượng mà thôi. Đại hắc cầu lập tức nói, khốn kiếp, có ai không biết trang bức. Khốn kiếp, người dám thổi ra châu tận trời. Phó cảnh nguyên hừ một tiếng, hắn không thích đấu võ mồm, động thủ mới là điểm mạnh của hắn. Hắn giết tới đây, công kích mang theo sát cơ vô biên. Đại hắc cầu nghênh đón, bành, hai người lập tức công kích, nhưng mà đại hắc cầu thế yếu cũng lập tức biểu hiện ra, sức chiến đấu của nó chỉ đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên, phó cảnh nguyên lại đạt tới nhị thập thất trọng thiên. Chỉ qua mấy chiêu mà thôi, đại hắc cầu chỉ có thể tránh né chứ không dám trọi cứng. Nhưng người nơi này trợn mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình. Phải biết, đại hắc cầu chỉ là chân ngã đệ nhị hình, phó cảnh nguyên đạt tới đệ tứ hình đỉnh phong, cũng mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, nếu như cảnh giới của đại hắc cầu có thể sánh bằng, thắng bại sẽ còn như thế sao? Phó cảnh nguyên cũng biết điểm ấy, sát khí của hắn mạnh hơn, thù này tự nhiên đã kết, hắn càng phải giết đại hắc cầu, tránh sau này lưu lại họa lớn trong lòng. Giết, hắn công kích càng nhanh, thậm chí hắn còn vận dụng cả thánh thuật, từ đó chiến lực tăng tăng lên tam thập trọng thiên đỉnh phong. từ đó đại hắc cầu không có tư cách đối kháng, công kích cuồng bạo như thế, chỉ cần đụng chúng, không chết cũng trọng thương. tiểu hàn tử cứu mạng, đại hắc cầu không chịu nổi, nó gọi lăng hàn cứu mạng. nó chưa bao giờ là con chó sĩ diện cãi láo, lăng hàn cười một tiếng, hắn đứng ra, bang, hắn ngăn cản một kích của phó cảnh nguyên, đằng đằng đằng, phó cảnh nguyên lui lại vài bước, lăng hàn chỉ hơi lắc lư mà thôi. T, thấy cảnh này, tất cả mọi người hít khí lạnh, Lăng Hàn lại chiếm thượng phong, trời ơi, ánh mắt đường rung sáng lên, nàng nghĩ tới hổ thanh nha lúc trước, bọn họ không địch lại mà chạy, con hung thú kia chỉ đi vài bê ước rồi dừng lại, giống như bị tồn tại gì đó hù dọa. Thời điểm bốc thiên giật đang đào tẩu cũng dừng lại, từ đó nàng mới chém giết dễ dàng. Hiện tại xem ra, có lẽ là do Lăng Hàn âm thầm ra tay. Nàng chấn kinh lại hiếu kỳ, tại sao thực lực Lăng Hàn có thể mạnh đến như vậy, có thể đánh lui cả đạo tử, phải biết, gia hỏa này chỉ là chân ngã đệ nhị hình. Phó Cảnh Nguyên càng hoảng sợ, hắn đã toàn lực ứng phó nhưng lại bị một quyền của Lăng Hàn đẩy lui, từ đó nội tâm hắn bồn chồn, tâm thần sinh ra hàn ý. Thật mạnh, hắn giết chóc thành tính nhưng cũng cực kỳ sợ chết, biết rõ không địch lại thì hắn không nói hai lời liền rời đi, hắn phát động thân pháp bỏ chạy. Lăng Hàn cười một tiếng, đã tới thì chạy làm gì? Hắn đưa tay ấn một cái, oanh, một con địa long phá đất chui ra tấn công phá Cảnh Nguyên. Qua vài ngày nay, hắn đã có thể sơ bộ câu thông địa mạch, hiện tại không thể vận dụng tinh bộ nhưng kêu gọi địa long thì không thành vấn đề. Cút, phó cảnh nguyên hét lớn một tiếng, hắn tấn công địa long. Bành, hắn đấu với địa long, càng làm người ta khiếp sợ là, hắn lại không thể đánh nát địa long, chỉ có thể đánh ngang tay. Từ khi lăng hàn bước vào chân ngã cảnh, hắn triệu hoán địa long cũng có uy lực rất mạnh. Phó cảnh nguyên quá sợ hãi, đây là tiên thuật gì, làm sao có thể duy trì trong thời gian dài như thế. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, hắn từ từ đi về phía trước, cười nói. Thắng bại chưa phân, người rời đi vội vã như vậy làm gì? Phó Cảnh Nguyên không có trả lời, hắn chỉ lo công kích, muốn mau chóng đánh nát địa long để bỏ chạy, đáng tiếc chiến lược địa long cao tới tam thập trọng thiên, hoàn toàn tương đương chiến lực mạnh nhất của hắn, trong thời gian ngắn hắn không thể đánh nát. chương 4684, một chiêu miểu sát. Mọi người thấy Phó Cảnh Nguyên khổ cực như vậy, Lăng Hàn thì chắp tay mà đi, dáng vẻ rất nhàn nhã, trong nội tâm bọn họ sinh ra cảm giác hoang đường trời ơi Gia hỏa này quá mạnh phí hết sức lực rốt cuộc phó cảnh nguyên cũng đánh nát địa long dù sao chỉ là địa khí ngưng tụ thành nó khuyết thiếu biến hóa không có khả năng mạnh giống võ giả thế nhưng mà lang hàn đã ở gần trong gang tắc ngươi là ai hắn trầm giọng nói đến lúc này hắn đã tỉnh táo lại có thể trở thành đạo tử của thánh địa tâm tính của hắn rất tốt chúng ta là đại hát cầu lớn tiếng kêu lên trà sữa tam huynh đệ Tiểu Thanh Long tiếp lời, phốc, không ít người đều sặc nước bọt, khốn kiếp, hai người các ngươi thật khốn kiếp, cái gì trà sữa tam huynh đệ, thật sự là cười chết người. Phó Cảnh Nguyên lại cười không nổi, võ giả bình thường không thể tiếp xúc với đế tộc, mặc dù Phó Cảnh Nguyên không thể xưng huynh gọi đệ với đế tử, với thực lực của Hắc Ma Thánh Địa vẫn có thể biết rõ một chút bí ẩn. Trà sữa tam huynh đệ, T, đây không phải là ba người vừa khuấy đảo Phật tộc Tây Thiên Vực hay sao, hơn nữa Phật tử Tây Thiên Vực chính là lang hàn giả mạo biến thành lăng hàn phó cảnh nguyên lộ ra vẻ mặt đắng chát hắn nói ngươi là lăng hàn cái gì lăng hàn trà sữa tam huynh đệ rất trâu bò trong vòng tròn của đế tử nhưng không đến mức truyền vào tai tất cả mọi người hai chữ lăng hàn lại như sấm bên tai tất cả mọi người giật mình ra hỏa này là lăng hàn là lăng hàn bị chín đế tộc truy nã đường dung hiểu ra khó trách đối phương năm lần bảy lượt trợ giúp chính mình thì ra hắn là lăng hàn nàng cũng từ muội muội biết được chuyện của lăng hàn lăng hàn mỉm cười đoán đúng nhưng không có ban thưởng vẻ mặt phó cảnh nguyên rất phức tạp lúc người đời bắt đầu truyền lưu danh tiếng lăng hàn thì hắn chẳng thèm ngó tới bởi vì lúc trước lăng hàn chỉ là sinh đan cảnh mà hắn đã là chân ngã đệ tứ hình tranh lệch cảnh giới to lớn như thế hắn cần đặt lăng hàn trong lòng sao mặc cho người thiên kiêu như thế nào đi nữa cũng không cản được một tát của hắn hiện tại mới trôi qua mấy năm lăng hàn đã trở thành chân ngã đệ nhị hình mà càng kinh khủng chính là gia hỏa này có chiến lược cao hơn hắn mặc dù chỉ cao hơn một tia lang hàn trong truyền thuyết còn tinh thông trận đạo đúng địa long vừa rồi chắc chắn là địa khí biến thành lang huynh tha cho ta một mạng phó cảnh nguyên hạ thấp tư thế chủ động nhận thua lang hàn thản nhiên nói những người chết trong tay của ngươi thời điểm bọn họ cầu xin ngươi tha thứ ngươi có buông tha người nào không phó cảnh nguyên lập tức nghẹn lời đương nhiên không có nếu có hắn có thể bảo lưu truyền thuyết ma vương giết người hay không hắn là người thiết huyết vô tình bị hỏi ngược lại phó cảnh nguyên cũng biết việc này không có khả năng xong việc hắn lặng lẽ cầm pháp khí đó là cây quạt màu đen phía trên vẽ hình đầu lâu sống động như thật lăng hàn chiến lực của ngươi chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi muốn giết ta ha ha ngươi chưa hẳn có thể toại nguyện phó cảnh nguyên nói hắn lại thẳng lưng lên không thể xin tha thì hắn phải chiến đấu võ giả đều có giác ngộ như vậy phải không lăng hàn cười một tiếng hắn gật đầu nếu trong vòng ba chiêu không thể giết ngươi ta sẽ thả ngươi đi nghe nói như thế ánh mắt phó cảnh nguyên sáng lên hắn không có lòng tin chiến thắng lăng hàn nhưng hắn không cam tâm chịu chết hiện tại chỉ cần kéo lăng hàn ba chiêu ha ha chiến lực chỉ hơn một ít hắn có thể vượt qua dễ dàng hắn giật mình hắn cho rằng lăng hàn đã sĩ diện lại không muốn liều cái lưỡng bại câu thương với hắn cho nên mới làm như thế ha ha dù sao người trẻ tuổi nóng tính cần mặt mũi cũng là việc đương nhiên không chỉ hắn nghĩ như vậy, bao quát đường dung cũng nghĩ thế. Mặc dù bọn họ không thoải mái nhưng Lăng Hàn đã cứu mạng của bọn họ, bọn họ không biết cảm ơn thì chẳng khác gì bạch nhãn lang. Tới đi, phó cảnh nguyên lớn tiếng kêu lên, hắn đã chuẩn bị xong. Xeo, hắn xuất thủ trước, nếu chỉ có ba chiêu, hắn phải cường công đánh trước. Hắn vung cây quạt, đầu lâu trên cây quật biến lớn nhanh chóng, nó lớn khoảng một trượng và há miệng cắn Lăng Hàn. Lăng Hàn vung quyền oanh kích, bang, đầu lâu bị hắn đánh nát. Phó Cảnh Nguyên không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần chống ba chiêu, Lăng Hàn vẫn dây dưa với đầu lâu, khi đó làm sao có thể phân tâm công kích hắn. Lại đến, xeo, hắn xuất ra một quyền tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn lại xuất quyền hóa giải dễ dàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một chiêu, một chiêu có thể giải quyết, không có ai tin tưởng, quả nhiên, Lăng Hàn không nghĩ liều mạng, cho nên hắn tìm cớ xuống nước. Tất cả mọi người nói thầm trong lòng, nhưng người nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì tên ma vương giết người này sẽ nhớ thù với bọn họ. Xeo, lăng hàn hành động, hắn phát động sát khí xung kích, phó cảnh nguyên kêu lên đau đớn và ngây người tại chỗ. Bởi vì thực lực của hắn không chênh lệch với lăng hàn bao nhiêu, nếu không, khi chúng sát khí xung kích, thức hải của hắn sẽ vỡ nát. Hiện tại hắn vừa ngây người, bởi vì lăng hàn đã giết tới, hắn đấm ra một đấm, thiên đao bộc phát. Đế thuật, phó cảnh nguyên vội vàng chống đỡ, nhưng hắn chúng sát khí xung kích, hiện tại còn thừa bao nhiêu chiến lực. Oanh, thiên đao xẹt qua, thân thể phó cảnh nguyên bị chém thành hai, thân thể hắn hóa thành băng xương, bành, sau đó hắn bị lực lượng hàn băng đánh vỡ nát. Hắn cũng không có thế tử phù, cho nên hắn chết tại chỗ. Tê, hô, mọi người trợn mắt nhìn, không phải đã nói chiến lực không kém bao nhiêu hay sao? Tại sao lại bị miểu sát? Tại sao phó cảnh nguyên lại chết? Bọn họ nhìn lăng hàn, ra đầu mọi người tê dại, ra hỏa này cũng quá kinh khủng rồi. Thì ra có người thật sự yêu nghiệt tới mức này bọn họ cảm khái trước đó chỉ nghe qua lời đồn về lăng hàn mặc dù biết hắn cường đại nhưng cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ dường như hắn đánh thắng đế tử nhưng kết quả chiến lược mạnh đến mức nào thì bọn họ không biết hiện tại bọn họ đã nhìn thấy tận mắt đây chính là yêu nghiệt vô thưởng lăng hàn vỗ vỗ tay nói lão hắc thăn lăn chúng ta cần phải đi đại hắc cẩu vẫn trang bức nó chắp tay sau lưng và cười đầy bá khí với mọi người nói không nên mê luyến ca ca chỉ là truyền thuyết trà sữa tam huynh đệ, xuất phát, tất cả mọi người rung động, hình tượng bá khí của Lăng Hàn vừa rồi sụp đổ. Chờ một chút, đường dung vội vàng kêu lên, đường mỹ nữ, muốn làm gì, cầu ra cũng nhắc nhở ngươi, huynh đệ của ta sớm có thê thất, hơn nữa con cháu thành đàn, ngươi cần phải có giác ngộ làm mẫu thân đấy. Đại hắc cầu nói chuyện không đứng đắn, chương 4685, gặp nhau, đường dung không để ý tới đại hắc cầu, nàng chỉ lấy một hộp ngọc đưa cho Lăng Hàn. Ồ, Lăng Hàn biết rõ, trong đó là tiến hóa quả, là quả hái đầu tiên, hắn thấy đường dung thu vào trong hộp ngọc này. Những người khác cũng biết cho nên đỏ mặt, lại không có người nào dám sằng bậy. Khốn kiếp, tên này chính là Lăng Hàn, ta cảm thấy được người bây giờ cần tiến hóa quả hơn ta. Đường dung nói, hơn nữa, đường ra thiếu người nhân tình quá lớn, công pháp thánh nhân, chỉ cần cho đường ra đầy đủ thời gian, bọn họ sẽ có ngày trở thành gia tộc thánh cấp, đừng nhìn chỉ tiến thêm một bước. Nhưng trong võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm hiện tại, chỉ tiến thêm một bước là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, đường ra thật sự thiếu nợ nhân tình Lăng Hàn, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể truyền thụ công pháp thánh nhân hào phóng như thế. Lăng Hàn suy nghĩ, hắn cũng không có sĩ diện cãi láo và thu hộp ngọc lại. Hắn hiện tại rất cần có tiến hóa quả gia tăng tu vi thật nhanh, dù sao hắn mới chỉ là đệ nhị hình, nghiền áp thạch nguyên trần không hề khó, nhưng gặp gỡ thế hệ bạch ngân, hắn khẳng định không đánh lại trong giai đoạn hiện tại. Cho dù đế tử vô địch cùng giai cũng không phải nói cho có mà thôi đi, Lăng Hàn phất tay với Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long, bọn họ lập tức thoát ly đội ngũ, một mình đi ra ngoài. Tiểu Hàn Tử, nữ nhân kia đầy tâm kế, Đại Hắc Cẩu không nhịn được và bắt đầu bắt quái. Lăng Hàn không có tiếp lời, hắn chống lại vấn đề này, không để ý là tốt nhất, Đại Hắc Cẩu nói xong và cảm thấy không thú vị. Nếu lúc trước không có được tiến hóa quả, chúng ta cứ vỗ mông rời đi. Đại Hắc Cẩu bắt đầu phân tích, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi ngược lại thiếu nàng ân tình, như vậy thỉnh thoảng nhớ tới nàng khi đó ấn tượng sẽ càng ngày càng sâu có đạo lý tiểu thanh long vỗ tay một cái nó liên tục gật đầu lăng hàn trợn mắt không lẽ các ngươi không tăng tu vi sao ha ha đại hắc cẩu và tiểu thanh long đều cười bị bọn họ nói chúng kế tiếp chúng ta mỗi người đi một ngã tiểu thanh long nói ba người chúng ta phân tán ra có khả năng tìm được nhiều tiến hóa quả hơn nếu chúng ta cứ đánh nhau như thế này ở cùng một chỗ với nhau là không có lợi nhất không sai Đại hắc cầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, Lăng Hàn cũng gật đầu. Đến, phân ra tìm tiến hóa quả, chúng ta sẽ giải tán ở nơi này. Chờ thiên không đảo có dấu hiệu đóng cửa, chúng ta sẽ tụ tập lại. Tụ tập ở chỗ này thì không có vấn đề gì, nhưng tiến hóa quả nha. Hắc hắc, đây là tâm ý của nữ tử người ta, lão hắc đừng mơ tưởng. Đại hắc cầu hóa thành nguyên hình, nó lắc lắc móng vuốt, cũng khó có lúc không nổi lòng tham. Long ra cũng không muốn, phỏng tay, tiểu thanh long lên tiếng, Nói xong, hai gia hỏa này bỏ chạy. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có tới ba tiến hóa quả, hắn lấy ra một quả và ăn đi. Tiến hóa quả rất mềm, khẽ cắn đều là nước, nước tràn vào khoan miệng, ngọt ngào, mang một ít vị chua, nó rất ngon. Cắn mấy cái nữa, Lăng Hàn đã ăn sạch sẽ tiến hóa quả, lúc này hắn cảm thấy bụng ấm áp, một dòng năng lượng rót vào thức hải và dẫn động đạo tắc, thúc giục tượng gỗ chuyển hóa thành thạch thai. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển công pháp phối hợp, chờ năng lượng hao hết, tượng gỗ đã chuyển hóa một phần ba thành thạch thai. Không tệ, Lăng Hàn gật đầu, hiệu quả như vậy đủ để hắn thỏa mãn. Hắn còn cảm giác được, có một cổ năng lượng thần bí đang ngủ say trong thân thể của hắn, chờ tới khi hắn đạt tới chân ngã đệ tứ hình đỉnh phong sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp hắn dảo bước tiến lên đệ ngũ hình. Đối với chuyện đánh vỡ cực hạn, đương nhiên Lăng Hàn tràn ngập tin tưởng, nhưng có ngoại lực hỗ trợ thì hắn không quan tâm nhiều. Hắn lấy ra tiến hóa quả thứ hai, hắn tiếp tục gặm. Thiên tài địa bảo chỉ có nằm trong người mình mới là đồ tốt. Sau khi hắn tiêu hóa hết 3 tiến hóa quả, tượng gỗ thứ ba thuận lợi biến thành thạch 2. Hô, còn thừa lại 6 tượng gỗ. Lăng hàn tươi cười, cứ thế này, chỉ cần 18 tiến hóa quả nữa, khi đó ta có thể thu đến đệ nhị hình đỉnh phong. Xuất phát, hắn vận dụng thân pháp, hắn xuyên qua hòn đảo này và tìm kiếm tiến hóa quả. Hắn không ngừng câu thông địa mạch, nếu có thể thành công thì tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều hơn nữa tìm kiếm tiến hóa quả như hổ thêm cánh. Địa mạch nơi này bị đạo tác trí cao áp chế, muốn câu thông quá khó khăn, liên tiếp 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn không hái được tiến hóa quả nào, hắn nắm giữ địa mạch cũng có một ít tiến bộ nhỏ bé. Oanh, phía trước có tiếng đánh nhau, Lăng Hàn do dự và tiến lên phía trước. Trong bí cảnh này không cần phải xen vào việc của người khác, bởi vì có quá nhiều người tiến vào, căn bản quản không quản được, nhưng nếu ở trước mặt hắn, Lăng Hàn không cần thiết phải đi vòng qua, vì như vậy hắn sẽ bị xem thường. Sau khi đi vài bước, hắn đã nhìn thấy song phương chiến đấu. Một bên là hung thú, một bên khác là một sợi dây màu vàng, sợi dây này sáng lên và tỏa ra khí tức khủng bố, nó ra chỉ chiến lực kinh người. Có người điều khiển sợi dây tấn công, ồ, Lăng Hàn bật cười, đúng là đi mòn gót sắt không gặp được, vô tâm đi tìm lại gặp được. Người nọ chính là Từ Kiệt, đế tử, kẻ nhắm vào Lăng Hàn nhiều nhất chính là Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt, Quan Nguyên Minh, cũng là ba người lăng hàn sẽ giết hắn không nghĩ lại gặp một người nhanh như thế lăng hàn cảm giác con hung thú kia rất mạnh chiến lược cao tới tam thập trọng thiên thậm chí còn mạnh hơn từ kiệt một ít không có biện pháp từ kiệt là đế tử hắn có tư chất vô địch cùng dai dù sao hắn chỉ mới bước vào chân ngã đệ tam hình cho dù sử dụng đế thuật chiến lược của hắn chỉ đạt tới nhị thập cửu trọng thiên thậm chí còn không bằng hung thú nhưng đế tử sẽ không dễ dàng lui như vậy kém hơn một trọng thiên chiến lược thì như thế nào hắn sẽ suy nghĩ biện pháp đền bù. Trong chiến đấu có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không phải người có chiến lực cao sẽ thắng. Nhìn thấy Từ Kiệt đang lâm vào nguy hiểm, Lăng Hàn quyết định ra tay. Hắn không muốn nhìn thấy Từ Kiệt chết trong tay hung thú. Cho dù đánh nát thế tử phù cũng không được, như vậy sẽ cướp đoạt thú vui của hắn. Hưu, Lăng Hàn giết đi ra ngoài, mục tiêu là con hung thú. Hắn áp chế chiến lực đạt tới nhị thập cửu trọng thiên, bởi vì có hắn gia nhập, tình huống của Từ Kiệt mới chuyển biến tốt đẹp tên đế tử kia chỉ nhìn lăng hàn, cũng không có nói lời cảm tạ. Đế tộc cao cao tại thượng, đế tử như chân long ở trên chín tầng trời, sao có thể dễ dàng nói cảm ơn. Nhận được nhân tình của đế tộc, người còn cảm thấy không đủ hay sao? Hắn cũng không có nhận ra lăng hàn, bởi vì lăng hàn hiện tại đang ngụy trang. Sát, chương 4686, đánh nổ. Hai người liên thủ ép hung thú lui lại. Dù sao, hung thú còn chưa khai hóa trí tuệ, nhưng lại không phải thật sự ngốc, phí hết nửa ngày mới đánh nó rút lui, đương nhiên nó sẽ đi tìm đồ ăn khác. Từ kiệt cao ngạo nhìn thoáng qua lăng hàn, nói, ngươi là người của thánh điện nào? Trừ đạo tử của thánh địa, những người khác cho dù là chân ngã đệ tứ hình cũng không có khả năng có chiến lực nhị thập cửu trọng thiên. Cửu dương thánh địa, lăng hàn mỉm cười, từ kiệt giật mình, mẹ nó, tại sao lại trùng hợp như thế? Thực lực ngươi cũng tạm được, sau này đi theo ta lăn lộn đi. Hắn từ tốn nói, vẻ mặt đầy cao ngạo. Hắn thấy mình đã cho Lăng Hàn đủ mặt mũi, đừng nhìn thực lực hai người bây giờ tương đương, chỉ cần hắn bước vào chân ngã đệ tam hình, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa, hắn vẫn là đế tử. Hai chữ đế tử này đã đầy đủ phân lượng, có thể đè sập tất cả. Khó mà làm được, Lăng Hàn lắc đầu, ân, từ kiệt mở hai mắt, trong mắt còn mang theo tức giận. Ngươi lại dám cự tuyệt hảo ý của ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao, đúng lúc này, xoát. Lăng Hàn xuất ra một quyền tấn công Từ Kiệt. Nhưng hắn là thể tu, xuất quyền khoảng cách gần nhanh tới mức khó có thể hình dung được nữa. Hơn nữa, Từ Kiệt không nghĩ Lăng Hàn lại đột nhiên tấn công mình. Nếu ngươi tấn công ta, tại sao xuất thủ cứu ta chứ? Chẳng phải việc này nói không thông hay sao? Từ Kiệt lúc này biểu lộ cực kỳ đặc sắc, hắn có khiếp sợ, cũng có không hiểu, cũng có buồn bực xấu hổ, đường đường đế tử lại bị người ta đánh vào thể diện hắn muốn chống đỡ nhưng hắn cũng không phải thể tu, tốc độ nhanh cỡ nào cũng không kịp. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn động đạo tắc và huyễn hóa thành cự thuẫn. Trong suy nghĩ của hắn, chiến lực của hắn tương đương lăng hàn, cho dù hắn vội vã không phòng bị, hắn muốn ngăn cản một quyền này cũng dễ dàng. Bành, thiết quyền đánh tới, đạo tắc võ vụn, từ kiệt lại là hoảng sợ phát hiện, đạo tắc hộ thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, thiết quyền tiếp tục đánh tới và đập vào mặt của hắn. Đau, đây là phản ứng đầu tiên của từ kiệt sau đó thân thể hắn bay lên cao. Hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, hắn cảm thấy khuôn mặt đã chết lặng, hắn hoàn toàn mất đi cảm giác. T, hắn hít khí lạnh, một là đau, hai là sợ. Hắn bày ra đạo tác hộ thuẫn lại bị một quyền của Lăng Hàn phá vỡ. Chiến lực nhị thập cửu trọng thiên có thể làm được như thế hay sao? Không được, chiến lực ít nhất cao hơn hắn ba trọng thiên mới có thể làm được. Nhưng từ kiệt tức giận ngập trời, nhưng hắn là đế tử, hắn chưa từng bị nhục nhã như thế, bị người ta đánh mặt, Ngươi điên rồi! Hắn đứng lên, Từ Kiệt thẹn quá hóa giận. Có phải rất giật mình và ngoài ý muốn hay không? Lang Hàn cười nói: Ngươi muốn chết? Từ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn đầy hận ý. Lang Hàn cười nhạt một tiếng. Nơi này cắt nước thông tin, ngươi đi tìm ai giúp đỡ bây giờ? Từ Kiệt biến sắc. Từ ra không chỉ phái một mình hắn tới nơi này, Từ ra còn phái thế hệ bạch ngân Từ Hữu Khuyết tới nơi này. Nhưng hắn đi chung với Từ Hữu Khuyết, sau khi đạt được tiến hóa quả sẽ có phần của hắn. Cho nên hắn lựa chọn hành động đơn độc, với chiến lực, thân phận và thế tử phù của hắn, hắn có lòng tin mình sẽ sống sót trong hoàn cảnh này. Hiện tại còn chưa qua bao lâu, hắn đã bị người ta nhắm vào. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn sờ sờ mặt, khốn kiếp, cái cầm bị đánh lệch vị trí, hắn đau gần chết. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi nói ngươi tiện hay không tiện, bị người ta đánh nhưng không biết là ai đánh mình. Bớt nói nhảm, mau báo ra tên của ngươi đi. Từ kiệt quát lớn, người này tới từ cửu dương thánh địa, chẳng lẽ hắn ra mặt thay lăng hàn? Hay người khác cố ý làm như vậy để cửu dương thánh địa cóng nồi? Trong thời gian ngắn, hắn không ngừng suy nghĩ. Ha ha, không nên nghĩ phức tạp như vậy. Lăng hàn bước tới và xuất quyền hành hung. Bành, 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 từ kiệt vội vàng chống đỡ. Chiến lực của lăng hàn cao tới tam thập nhất trọng thiên, hắn làm sao có thể là đối thủ? Hắn toàn lực ứng phó nhưng không cách gì đối kháng, chiến lực chênh lệch quá xa. Phong cách chiến đấu rất quen thuộc, từ kiệt sướng sờ, sau đó hắn tỉnh ngộ, ngươi là Lăng Hàn, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không sai, cuối cùng đã nghĩ ra rồi, từ kiệt cảm thấy ra đầu tê dại một hồi, lại là Lăng Hàn. Thời điểm ở sinh đan cảnh, Lăng Hàn có thể đánh đám đế tử bọn họ nằm sắp dưới đất, hiện tại bước vào chân ngã cảnh, ưu thế của Lăng Hàn không bị suy yếu, hắn vẫn giữ vững như trước. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn mạnh nhất, sau đó mới là các đế tử bọn họ, cho dù là thế hệ Bạch Ngân cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể trông chờ vào thế hệ Hoàng Kim. Hiện tại, hắn gặp tên sát tinh này, không có ưu thế về cảnh giới, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Đế tộc rất đáng gầm nha, muốn nhắm vào ai thì nhắm vào ai. Lăng Hàn lại xuất quyền tấn công, từ kiệt kêu la thảm thiết. Không phải có mấy tên thánh nhân tỏa chấn và có đế binh thủ hộ hay sao? Bàn về thực lực chân chính, ngươi là đồ chó má gì chứ? Lăng Hàn tức giận rất lớn, hắn bị ép rời khỏi cửu dương thánh địa, ở bên trong Phật tộc, hắn cũng bị Phật thổ ức hiếp. Vì cái gì? Cũng bởi vì hai chữ đế tộc, Lăng Hàn, ta cảnh cáo ngươi đừng có quá mức, từ kiệt cắn răng nói ra, hắn không muốn yếu đi sĩ khí. Quá mức, Lăng Hàn bật cười, các ngươi cũng có tư cách nói hai chữ quá mức, thời điểm các ngươi ức hiếp người khác, tại sao không thấy các ngươi nói hai chữ ức hiếp? Thật sự là buồn cười, ngươi muốn không chết không thôi với đế tộc sao? Từ kiệt quát, hắn cảm thấy quyết tâm của Lăng Hàn, nhất định phải xử lý hắn mới được. Lăng Hàn cười ha ha, chín đế tộc liên thủ truy nã ta, Ngươi cảm thấy, ta còn cần mang ơn các ngươi. Hừ, ngươi không hiểu. Từ kiệt nói, ngươi giết ta, như vậy không phải là truy nã ngươi đơn giản như vậy. Cho dù là thánh nhân trong tộc của ta cũng không tiếc trả giá lớn thôi diễn tung tích của ngươi. Cho dù trời đất bao la cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Tốt, ta chờ. Lăng Hàn gật đầu, hắn không thèm quan tâm, hai tay của hắn lại dùng sức. Từ kiệt ngây người, tại sao trước kia ngươi giúp ta? a à, ngươi sẽ bị hung thú đánh trọng thương thậm chí giết chết, chẳng phải như vậy sẽ giảm bớt khoái cảm trả thù của ta hay sao? Lăng Hàn cười nói, khốn kiếp, Từ Kiệt liền muốn mắng chửi người, thì ra là nguyên nhân này. Lăng Hàn, người không nên quá ngông cuồng, hắn quát, đừng nói thế hệ Hoàng Kim, thế hệ Bạch Ngân hiện tại đã là chân ngã để tứ hình thậm chí đệ ngũ hình, hoặc đã bước vào hóa linh cảnh, tùy tiện người nào cũng có thể giết ngươi. Đáng tiếc, người không thấy được, Lăng Hàn bộc phát sát cơ, hắn phát động năng lượng hủy diệt bao phủ nắm tay và tấn công Từ Kiệt. Bang, một quyền đánh nát đầu của từ kiệt Lăng Hàn đang chờ chờ từ kiệt phục sinh sau đó lại giết mấy lần đế tộc đều phiền phức như thế bọn họ có thế tử phù cần phải giết nhiều lần mới được hắn đang chờ một lúc nhưng không thấy từ kiệt phục sinh a à, Lăng hàn kỳ quái chẳng lẽ trên người từ kiệt đã sử dụng hết thế tử phù lúc trước liền sử dụng hết bằng không thì hắn sớm sống lại chương 4687 thế hệ Bạch Ngân Lăng Hàn lục soát trên thân từ kiệt rất nhanh trừ pháp khí không gian ra hắn còn phát hiện một khối phù bằng gỗ đào thứ này treo trên cổ của từ kiệt trên khối gỗ còn có đường vân và khí tức thánh nhân thế tử phù mặc dù lăng hàn chưa từng chiếm được thế tử phù nhưng hắn liếc mắt cũng có thể kết luận đây là thế tử phù thế tử phù vẫn nằm trên cổ của từ kiệt tại sao không thể phát huy tác dụng thế tử phù không phải khởi từ hồi sinh thật sự mà là lừa gạt thiên địa lấy giả thân tiếp nhận một kích chí mạng lăng hàn thì thào loại thủ đoạn này chỉ có đế tộc mới nắm giữ không phải chỉ riêng thánh nhân cảnh là làm được có khả năng dính đến đế binh đương nhiên càng xuất lực nhiều chính là thánh nhân nghe nói cần tiêu hao một chút tinh huyết thánh nhân thế tử phù sẽ không xuất hiện sai lầm như thế như vậy nguyên nhân nằm trên người của ta năng lượng hủy diệt lang hàn giật mình năng lượng hủy diệt bá đạo không gì sánh được có khả năng đạt tới thập tinh cho dù là đại đế cũng không thể chạm tới cho nên năng lượng hủy diệt oanh kích thế tử phù cũng không cách nào phát huy tác dụng có khả năng sao trước kia ta dùng năng lượng hủy diệt giết chết đế tử chưa lăng hàn nhớ không rõ dù sao khi đó cũng không hề để ý cũng có khả năng bởi vì hiện tại ta nắm giữ năng lượng hủy diệt càng ngày càng cường đại cho nên mới phát huy kỳ hiệu xem ra cần phải giết vài tên đế tử mới biết được lăng hàn càng hiếu kỳ về năng lượng hủy diệt chỉ phẩm chất thập tinh đã làm nó vô cùng thần bí mà trước đó đã chứng minh năng lượng hủy diệt có hiệu quả chắc tuyệt khi chấn áp âm hồn có thể du âu lăng hàn chiến đấu vượt qua đại cảnh giới Hiện tại, thế tử phù không phát huy tác dụng, nếu là như thế, như vậy năng lượng hủy diệt quá trâu bò. Hiện tại còn có một đinh thụ nắm giữ năng lượng hủy diệt. Ta và hắn đều tới từ nguyên thế giới, nhờ thế cho nên ta mới có thể nắm giữ năng lượng hủy diệt, tin tưởng đinh thụ cũng giống như vậy. Rốt cuộc cả hai có quan hệ gì? Lăng Hàn vắt hết óc suy nghĩ nhưng cũng không có nhiều manh mối, cho nên hắn suy nghĩ có lợi gì. Được rồi, tiếp tục tìm tiến hóa quả đi. Lăng Hàn không có cho rằng mình đã vô địch thiên hạ không nói thế hệ Bạch Ngân, cho dù phần lớn đạo tử thánh địa cũng có chiến lực cao hơn hắn, nhưng đạo tử cũng không có bảo vật cấp đại đế chống cự sát khí trùng kích và giảm chiến lực, cho nên sẽ bị hắn quét ngang. Thế hệ Bạch Ngân thì khác, người ta là đế tử, trên người có nhiều bảo vật. Lăng Hàn vừa tìm kiếm tiến hóa quả, vừa tìm kiếm trong pháp khí không gian của Từ Kiệt, tê, không hổ là đế tử, trên người có không ít đồ tốt. Đáng tiếc, không có tiến hóa quả. Lăng Hàn tìm kiếm trên thiên không đảo, ba tháng qua hắn tìm được ba tiến hóa quả nhưng không gặp được đế tử nào khác. Xong rồi, đột nhiên hắn cười vui vẻ, lúc này hắn đã hoàn toàn nắm giữ địa mạch, có thể phát động tinh bộ, cũng có thể dùng địa mạch dò xét bốn phương tám hướng. Tiến hóa quả, tiến hóa quả, tiến hóa quả, có. Thân thể lăng hàn biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện đã ở cách đó ba ngàn dặm. Ở bên ngoài, khoảng cách ba ngàn dặm đối với chân ngã cảnh chỉ là chuyện vài bước, nhưng nơi này có đạo tác trí cao áp chế, tốc độ của mọi người không nói như rùa bò nhưng thực sự không nhanh hơn bao nhiêu. Bởi vậy, tốc độ của Lăng Hàn quá nghịch thiên, ở trước mặt hắn có một gốc thực vật nhỏ bé đang đung đưa, trên cây có một tiến hóa quả. Lăng Hàn đưa tay, hắn hái tiến hóa quả xuống, lần này, hắn có thể luyện tượng gỗ thứ tư thành thạch thai. Ân, một bóng người lướt tới, đó là thanh niên có dáng người thon gầy, cái chán hắn nhô ra như mỏ chim. Nhưng tuyệt không thể vì tướng mạo mà xem thường hắn, quanh người này có khí tượng phù văn nổ tung vô cùng kinh người. Lưu tiến hóa quả lại, tự đoạn một tay, cút. Thanh niên này nói chuyện giống như đang trần thuật lại một việc đã rồi. Lăng Hàn cười nói, nếu như ta nói không thì sao? Vậy thì lưu mạng và tiến hóa quả lại. Thanh niên kia nói chuyện rất bình thản, hắn không có đặt Lăng Hàn vào mắt. Lăng Hàn lắc đầu, tiến hóa quả ta muốn, ta cũng không giao mạng ra. Oanh, thanh niên kia lập tức xuất thủ quả quyết không gì sánh được. Hắn xuất một trưởng ngưng tụ thành hình mãnh hổ lao tới chém giết Lăng Hàn. Thật mạnh, lăng hàn lui trở lại chiến lực của người này đạt tới tứ thập trọng thiên đã hoàn toàn vượt xa hắn oanh mãnh hổ đánh ra một hố sâu trên mặt đất trong hố còn có đạo tắc quấn quanh và hóa thành đao kiếm búa diều lực phá hoại vẫn đáng sợ như trước thế hệ bạch ngân lăng hàn thản nhiên nói hắn cũng không cảm thấy kính nể gì thanh niên kia kinh ngạc một kích vừa rồi không thể giết đối thủ hắn hừ một tiếng nói ta chính là bách lý vân bách lý tử vi đế tộc a à, ta nhớ kỹ lăng hàn gật đầu bách lý vân bật cười chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay của ta chạy trốn khó khăn lắm sao lăng hàn cũng cười nói ngươi nói xàm quá nhiều bách lý vân lạnh lùng nói hắn vươn tay phải ra hiu 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 đạo tắc hóa thành cây cột vây khốn lăng hàn cá trong chậu lăng hàn cười ha ha cho ngươi một bài học cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tinh bộ phát động xèo hắn biến mất trong nháy mắt hả bách lý vân sững sờ hắn không nghĩ lồng giam đạo tắc không thể vây khốn đối phương. Tinh bộ, hắn lập tức kịp phản ứng, thân là thế hệ Bạch Ngân, đương nhiên hắn sẽ có kiến thức uyên bác, hắn gật đầu nói. Thì ra ngươi là Lăng Hàn, hắn vẫn có phần kinh ngạc, bởi vì bên ngoài có tôn giả dò xét nhưng vẫn để Lăng Hàn trà trộn vào, tiểu tử này ngụy trang quá kinh người, khó trách Phật tộc Tây Thiên vực sinh ra trò cười lớn như thế, không ngờ lại thu Lăng Hàn làm Phật tử. Tốt, lần này sẽ do ta giết ngươi, hắn lấy một đồng tiền ra, trong miệng lẩm bẩm sau đó hắn ném lên bầu trời, đồng tiền rơi xuống một hướng. Ở kia, hắn nhặt đồng tiền lên, sau đó hắn đi về một hướng. Nếu như Lăng Hàn có thể phát hiện phương hướng của đối phương, như vậy hắn tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, bởi vì hắn đang ở hướng này và cách đó không xa. Ở chỗ này, mặc dù hắn có thể vận dụng tinh bộ nhưng khoảng cách huấn di cũng không xa, 4.000 dặm chính là cực hạn. Không có biện pháp, nơi này bị đạo tác trí cao áp chế. Lăng Hàn vừa gặm tiến hóa quả vừa tính toán trong lòng, thế hệ Bạch Ngân quả nhiên rất mạnh, chiến lực đã đạt tới tứ thập trọng thiên, hoàn toàn có thể áp chế hắn trong giai đoạn này, thậm chí có được năng lực giết chết hắn. Cho nên, hắn phải mạnh lên, hắn muốn mạnh lên trong thời gian ngắn, hắn cần lượng lớn tiến hóa quả. Sau khi ăn trái cây, Lăng Hàn bắt đầu tiến hành chuyển hóa tượng gỗ thư tư tiến quân thạch thai. Chương 4688, phục kích ngược lại. Thời điểm Lăng Hàn luyện hóa dược lực tiến hóa quả, Bách Lý Vân cũng đang đến gần. Nhưng đoạn đường 4.000 dặm hiện tại đối với hắn mà nói là khoảng cách không ngăn, bởi vậy tốc độ của hắn không nhanh. Hà, đột nhiên Lăng Hàn sinh ra cảm giác báo động, hắn dựa vào bản năng phát động quỷ ảnh bộ và tiến vào trong bóng tối. Đây là thân pháp ẩn giấu thân thể khủng bố của chiến thần cung, hơn nữa còn có thể di động chậm chạp, chiến thần cung có hung danh đáng sợ như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của quỷ ảnh bộ. Xeo, một bóng người lướt tới, thân thể Bách Lý Vân xuất hiện, hắn cao mày nhìn chung quanh, hắn rõ ràng cảm ứng được khí thức của Lăng Hàn ở nơi này, tại sao không thấy? Chẳng lẽ, tiểu tử này vừa rời đi, đúng dịp như vậy, Lăng Hàn nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn mang theo kinh ngạc, hắn đã dùng tinh bộ đi tới nơi này, tại sao Bách Lý Vân có thể truy tung tới đây? Tốt, nếu như ngươi đã tới, Lăng Hàn tiếp cận Bách Lý Vân từ phía sau, hắn muốn giết đối phương không kịp trở tay. Ha ha, ta cho ngươi nếm thử tư vị bị phục kích. Bách Lý Vân lại lấy đồng tiền ra, xèo, hắn ném lên cao và thăm dò phương vị của Lăng Hàn. Ba, Đồng tiền rơi xuống mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn xuống và biến sắc. Mục tiêu ở sau lưng hắn, hơn nữa còn rất gần. Oanh, đúng lúc này, Lăng Hàn giết tới, hai tay mang theo năng lượng hủy diệt sôi trào, hắn bộc phát toàn bộ chiến lực trong nháy mắt. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Bách Lý Vân sử dụng thần niệm tạo thành hộ thuẫn đạo tắc. Âm, năng lượng nổ tung và hóa thành một đám mây hình nấm, Hộ thuẫn đạo tắc ngăn cản công kích của Lăng Hàn nhưng bản thân hộ thuẫn cũng bị đánh nát, vẫn có một tia quyền phong quét qua ra đầu Bách Lý Vân, có vài cọng tóc rơi xuống. Lăng Hàn phát hiện một kích không được, hắn không ham chiến, hắn sử dụng tinh bộ và biến mất. Bách Lý Vân cũng không có lập tức truy kích, nội tâm hắn hoảng sợ và thở hồn hền. Vừa rồi, nếu thực lực của hắn yếu hơn nữa một chút, phản ứng chậm hơn một chút, thức hải của hắn sẽ bị đánh nát. Hắn có thế tử phù, đương nhiên không có khả năng bị một kích oanh sát, nhưng suy nghĩ một chút vẫn làm hắn kinh hãi lạnh mình đường đường đế tử hơn nữa còn là thế hệ bạch ngân hắn suýt nữa bị người ta chém giết phải biết nhưng đến phục kích lăng hàn tiểu tử này nắm giữ thân pháp gì tại sao có thể ẩn nấp sau lưng của ta hắn không hiểu nhưng cảm ứng của mình cường đại cỡ nào cho dù rất nhiều hóa linh cảnh cũng không cách nào trốn thoát cảm ứng của hắn tại sao người yếu hơn hắn lại có thể làm được giết kẻ này nhất định phải giết xuất thân bình thường lại có thể cường đại như thế trên người hắn nhất định cất dấu bí mật kinh thiên, nếu ta có thể đạt được, nói không chừng ta có thể vượt qua thế hệ hoàng kim. Trong ánh mắt của hắn bắn ra hào quang dã tâm, cùng là đế tử nhưng trải nghiệm sẽ khác biệt, người bên ngoài cho rằng thế hệ Bạch Ngân đã là hào quang vạn trược, trong lòng của hắn còn có bất mãn. Trên Bạch Ngân còn có hoàng kim, hắn chỉ sinh sau vài năm thì chú định sẽ kém đám người kia. Ở trong tộc, bất kỳ tài nguyên đỉnh cấp gì cũng ưu tiên cho Bách Lý Thiên, căn bản không có người hỏi hắn có cần hay không hắn muốn xoay người, hắn muốn thành đế, hắn không cam tâm. Khốn kiếp, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Bách Lý Vân lấy ra đồng tiền, hắn lại bói toán vị trí Lăng Hàn lần nữa. Xeo, thân thể Lăng Hàn xuất hiện, đồng tiền của tên kia có thể tìm ra vị trí của ta sao? Hắn thì thào, nếu nói đế tử không có chuyện gì làm, nhàm chán vứt đồng tiền xuống đất thì hắn không tin. Hơn nữa, bởi vì Bách Lý Vân ném ra đồng tiền nên mới làm hắn có phòng bị. Bốn ngàn dặm, Bách Lý Vân bỏ ra thời gian nửa giờ mới tới nơi, ha ha, cứ để hắn đi nhiều hơn một thời gian. Lăng Hàn phát động tinh bộ, hắn tiếp tục na di. Rất nhanh, hắn đã bỏ qua Bách Lý Vân khoảng cách 10 vạn dặm, hơn nữa trong đường xá, hắn lại phát hiện có một tiến hóa quả. Người từ từ sẽ đến đi, Lăng Hàn tiếp tục hấp thu dược lực, nhưng bị Bách Lý Vân quấy nhiễu, tiến hóa quả lần trước chưa phát huy hết dược lực, bởi vậy, Lăng Hàn còn kém một ít mới có thể hoàn thành thạch thai thứ tư. Hừ, thu này kết lớn. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn lại ăn tiến hóa quả. Lần này hắn thuận lợi tu thành thạch thai thứ tư, tiến hóa quả, ta cần càng nhiều tiến hóa quả. Hắn dùng địa mạch làm tai mắt tìm kiếm tiến hóa quả. Mặc dù có quy tắc trí cao áp chế, hắn chỉ có thể dẫn động địa mạch trong phạm vi 4 ngàn dặm, nhưng hiệu suất này vẫn cao hơn người khác gấp trăm lần. Có, lại tìm được một quả. Ha ha, chỉ qua 3 ngày mà thôi, Lăng Hàn đã tìm được 4 tiến hóa quả, chẳng những hoàn thành thạch thai thứ năm, cho dù tượng gỗ thứ sáu cũng đang trong quá trình chuyển hóa. Lực lượng của ta bây giờ đã tới nhị thập bát trọng thiên, nếu cùng bộc phát sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn kiểm tra thực lực của mình, chiến lực cực hạn của hắn là tam thập tứ trọng thiên. Ta vẫn không thể đánh lại thế hệ Bạch Ngân, cho dù là yếu nhất. Tu vi thế hệ Bạch Ngân thấp nhất đều là chân ngã đệ tứ hình, chiến lực vượt qua tứ thập trọng thiên, thậm chí còn có đệ ngũ hình, chiến lực của bọn họ sâu không lường được. Lại tìm, Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm tiến hóa quả, trong lúc này bách lý vân đã đuổi theo lần này hắn dùng toàn bộ tinh thần phòng bị có thể lăng hàn không có ý định phục kích hắn sẽ bỏ chạy trước tiên tên bách lý vân ngu xuẩn chờ tại vị trí cũ thật lâu cuối cùng hắn dùng đồng tiền bói toán mới phát hiện lăng hàn đã chạy đi thật xa hắn suýt nữa thổ huyết càng như thế bách lý vân càng không chịu từ bỏ hắn vẫn đi theo sau lưng lăng hàn hắn từ đầu đến cuối cho rằng người luôn luôn có thời điểm sơ sót hắn chỉ cần đạt được một cơ hội thì có thể đẩy lăng hàn vào cảnh vạn kiếp bất phục Lăng Hàn không quan tâm, tu vi của hắn đang tăng lên cực nhanh, chiến lược cách tứ thập trọng thiên không xa, chỉ cần hắn bước vào đệ tam hình, hắn sẽ lập tức xoay người đánh giết Bách Lý Vân. A, à, hắn đang lợi dụng địa mạch dò xét tiến hóa quả, hắn có phát hiện ngoài ý muốn. Trong lòng hơi động, Lăng Hàn lập tức chạy tới, Thạch Nguyên Trần cao ngạo nói, lưu lại tiến hóa quả, cút ngay lập tức, ở trước mặt hắn có bốn người trẻ tuổi, ba nam một nữ, bọn họ khí khái hào hùng, tư thái bất phàng dựa vào cái gì một tên nam tử áo xanh tức giận bọn họ thật vất vả đánh chết một con hung thú mới có thể đạt được tiến hóa quả tên khốn kiếp người dựa vào cái gì muốn tiến hóa quả dựa vào cái gì thạch nguyên trần không khỏi bật cười chỉ bằng ta là thạch nguyên trần thạch nguyên trần nam tử áo trắng lộ ra vẻ mờ mịt người rất lợi hại hay sao thạch nguyên trần đồng bạn của hắn là thanh niên áo tím khiếp sợ hắn hoảng hốt nói đế tử a à, ta nghĩ ra rồi chính là tên đế tử bị hai tên Phật tử đánh bại trong một chiêu. Nữ tử duy nhất mặc váy đỏ lập tức kêu lên, nàng có phần hồn nhiên ngây thơ. Thạch Nguyên Trần lập tức giận dữ, ngóa, chương 4689, người không nhận ra bằng hữu cũ hay sao. Bị Lam Hàn cùng đinh thụ đánh bại, hơn nữa là miểu sát, đây là sỉ nhục lớn nhất đời của Thạch Nguyên Trần. Hiện tại, nữ tử áo đỏ còn vạch trần vết sẹo trước mặt hắn, Thạch Nguyên Trần sinh ra sát khí. Đế tộc vốn bá đạo, huống chi nơi này là bí cảnh, giết người diệt khẩu, cũng không có việc gì cả. Muốn chết, Thạch Nguyên Trần nói ra, hắn nâng tay phải lên, bí lực ngưng tụ hình thành chùm sáng màu trắng. Không tốt, hắn thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu. Bốn nam nữ đều kinh hãi, đế tử, vô địch cùng dai, đây vốn là thiết luật xâm nhập lòng người, cho nên, bốn người này tự nhiên sợ hãi. Chết, Thạch Nguyên Trần phất tay, oanh, trùng sáng bay ra ngoài và nổ tung, oanh, năng lượng đáng sợ bao phủ bốn người. Bốn người vội vàng liên thủ chống đỡ, có thể đế tử thật sự là quá mạnh, bọn họ chỉ là ngăn cản thoáng một phát, đều là miệng phun máu tươi, thân hình đánh bay. Ba 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 ba, bốn người ném trên đất, mỗi người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều lâm vào khoảng hoảng, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Người dám động thủ nữa, ta sẽ bóp nát tiến hóa quả. Nam tử áo xanh rất quả quyết, hắn nắm tiến hóa quả trong tay, cũng uy hiếp thạch nguyên trần. Đây là hy vọng duy nhất, mặc kệ có hữu dụng hay không, cứ chữa ngựa chết thành ngựa sống. Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nhìn hắn, một lát sau hắn nói. Tốt, người buông tiến hóa quả xuống, có thể cút. Không, là bốn người chúng ta, nam tử áo xanh nói. Thạch Nguyên Trần cười nói, người có bốn tiến hóa quả sao? Nam tử áo xanh giật mình, đương nhiên hắn không có bốn tiến hóa quả, đồ tốt như thế, đạt được một quả thì ăn một quả, lại không có ý định bán lấy tiền, bảo tồn làm cái gì. Đây là bốn người chúng ta đạt được đương nhiên muốn đổi bốn người an toàn, hắn cường điệu nói thạch nguyên trần nhún vai nói tốt ta cho ngươi một cơ hội ngươi có thể tùy ý chỉ định một người ta thả hắn an toàn rời đi nam tử áo xanh quyết định như thế nào hắn không muốn nhìn đồng bạn chết cũng không muốn chính mình chết làm sao bây giờ thạch nguyên trần thấy thế liền cười lạnh hắn đang cố ý hắn muốn xem nhân tính hắc ám xeo đúng lúc này chỉ thấy một bóng người xuất hiện hắn giống như xuyên qua hư không xuất hiện bên cạnh nam tử áo xanh Hắn khẽ vươn tay chiếm lấy tiến hóa quả. Không có ai ngờ tới việc này, tất cả mọi người giật mình. Tình huống như thế nào? Ngươi là ai? Lang Hàn mỉm cười, lòng bàn tay và u bàn tay đều là thịt, không dễ hạ quyết định đúng không? Được rồi, ta quyết định giúp ngươi. A, à, tại sao ngươi nói chuyện thân thiết như vậy, chúng ta lại không quen biết nhau? Nam tử áo xanh đần độn, hắn không biết nên nói như thế nào. Thạch Nguyên Trần sinh ra một tia sát ý, điềm nhiên nói: Ngươi là ai? ta, Lăng Hàn mỉm cười, đều là bằng hiếu cũ, người nói như vậy làm ta thương tâm. Bằng hữu cũ, Thạch Nguyên Trần nhìn Lăng Hàn, hắn không nhận ra đối phương, nói. Tốt, người lấy tiến hóa quả ra đây, ta có thể xem xét kết giao bằng hữu với ngươi. Tiến hóa quả thay chủ, hắn tự nhiên không quan tâm tên nam tử áo xanh, trong mắt hắn, đây đã là một người chết. Lăng Hàn mỉm cười, hắn đi tới gần Thạch Nguyên Trần. Bốn người nam tử áo xanh run rẩy, cái mạng nhỏ của bọn họ đang nằm trong tay người khác. Ây, Lăng Hàn duỗi tay phải đưa tiến hóa quả về phía trước. Thạch Nguyên Trần cũng dùng tay cầm, nhưng cũng không phải bắt lấy tiến hóa quả, mà là bóp cổ Lăng Hàn, năm ngón tay của hắn biến thành màu đen nhánh, giống như biến thành tinh thiết. Lăng Hàn làm như không thấy, hắn không tránh không né. Khốn kiếp, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Bốn người nam tử áo xanh đều tuyệt vọng, bọn họ còn ôm một ít hy vọng, mong người này có thực lực cực cao, hiện tại bọn họ còn hy vọng hay sao? Thạch Nguyên Trần lạnh lùng nhìn đây là kẻ ngu sao tay của hắn sinh ra lôi quang hắn cảm thấy cánh tay tê dần và rút trở về thật mạnh thạch nguyên trần lộ ra vẻ giật mình người này cũng không phải ngốc thật hắn có thực lực cực mạnh mới không quan tâm công kích của mình rốt cuộc ngươi là ai hắn hỏi lại một lần ai đã nói là bằng hữu cũ ngươi làm người quá vô tình lăng hàn lắc đầu thạch nguyên trần quát một tiếng hắn trực tiếp phát động công kích lăng hàn cười ha ha hắn xuất hai quyền nghinh đón bành một kích mà thôi, Thạch Nguyên chuẩn bị đánh bay, hắn không có tư cách ngang hàng với Lăng Hàn. Lăng Hàn, hắn đã nhận ra đối phương là ai, lúc trước hắn cũng bị đánh bay như vậy, mặc dù thân phận lúc trước của Lăng Hàn là Phật tử Tây Thiên vực, về sau hắn bại lộ nên Thạch Nguyên Trần hiểu ra. Lăng Hàn cười, "Không sai, là Lăng gia gia của nhà ngươi." Ghê tởm, Thạch Nguyên Trần giống to, hắn thiêu đốt đế huyết, hắn vô cùng quả quyết, bởi vì hắn biết mình không phải đối thủ của Lăng Hàn. Không sử dụng át chủ bài chính là hành vi tìm chết. Lực lượng của hắn vốn chỉ đạt thập lục trọng thiên, hiện tại bỗng nhiên tăng lên nhị thập ngũ trọng thiên, tăng lên cực kỳ kinh người, lại phát động đế thuật, chiến lực cực hạn đạt tới tam thập tứ trọng thiên. Đáng tiếc là, chiến lực của Lăng Hàn cũng là tam thập tứ trọng thiên, hắn vẫn không chiếm được thượng phong. Oanh, 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 hai người kịch chiến, tất cả đều dùng toàn lực ứng phó, một tia dư âm cũng ép bốn người nam tử áo xanh lui về phía sau, bọn họ nào dám lưu lại ở chỗ này bởi vì đó là hành vi tìm chết. Đế tử thật khó chơi, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, đã có thể thiêu đốt đế huyết tăng chiến lực, lại có trí bảo đế cấp phòng hộ, không sợ ảnh hưởng mặt trái, chỉ những thứ này đã giúp tăng thêm mười mấy trọng thiên chiến lực. Nếu không, tại sao hắn khó giết một kẻ cùng dai như vậy? Cho dù như thế, Thạch Nguyên Trần cũng tràn ngập nguy hiểm, bởi vì hắn không thể thiêu đốt đế huyết trong thời gian dài. Dù sao nhanh chóng bổ sung đế huyết cần nhờ tinh huyết thánh nhân, đây chính là bảo huyết tương đương với thánh dược, thánh nhân cũng không chịu nổi mà tiêu xài liên tục. Cho nên, Thạch Nguyên Trần chỉ có thể chống đỡ trong thời gian một nén nhang. Hắn biết rõ việc này, bởi vậy sau khi ngăn cản vài chiêu, hắn bắt đầu phá vây. Muốn chạy, Lăng Hàn vẫy tay, một con địa long phá đất chui ra ngoài, nó lập tức tấn công Thạch Nguyên Trần. Cốt cho ta, Thạch Nguyên Trần sử dụng pháp khí tấn công, hắn lúc này chiến lực cao tới tam thập tứ trọng thiên, địa long không thể địch lại hắn nên bị đánh nát. Dù vậy, thế lui của hắn bị ngăn cản. Bất đắc dĩ, Thạch Nguyên Trần chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Lăng Hàn. Qua vài chiêu như thế, hắn lại muốn chạy, hắn vẫn bị địa long ngăn cản. Oanh, hắn đánh nát địa long và đối mặt với nắm đấm của Lăng Hàn oanh kích, hắn không có lựa chọn nào khác. Sau khi liều mạng chúng một quyền đổi lấy thời gian chạy trốn, hơn nữa hắn có thế tử phù, hắn không tới mức sẽ chết. Lăng Hàn phát hiện cảnh này thì cười lạnh, ngươi đang tìm cái chết, tốt, thành toàn cho ngươi, oanh, thiết quyền mang theo năng lượng sôi trào ầm, um, bị đánh trúng một kích, Thạch Nguyên Trần hoảng sợ, hắn phát hiện thức hải của hắn vỡ nát. Tại sao lại như vậy? Chương 4690, tuyệt sát lần nữa. Thạch Nguyên Trần không phải chưa từng chết qua, đều là thế tử phù phát huy tác dụng, từ đó hắn tránh được một kiếp. Cho nên, hắn biết rõ quá trình đó là như thế nào. Nhưng lần này khác biệt, thức hải của hắn đang vỡ nát. Không tốt, hắn sắp chết, tại sao lại như vậy? Nhưng hắn có thế tử phù chẳng lẽ thánh nhân trong tộc Hám hại hắn? Oanh, sức mạnh mang tính hủy diệt quét qua, hắn không năng lực suy nghĩ, chết rất triệt để. Lăng Hàn ngây người, hắn không phát hiện Thạch Nguyên Trần phục sinh, trên thực tế, đầu của đối phương đã nổ tung, đối phương làm sao sống nổi? Quả nhiên, năng lượng hủy diệt có được áp chế tác dụng của thế tử phù. Cảm ơn, lúc này, bốn người nam tử áo xanh đều đi tới và biểu đạt cảm kích với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, tiện tay mà làm, các hạ là tiện tay mà làm đối với chúng ta lại là ân cứu mạng. Dường như nam tử áo xanh có địa vị cao nhất, đều do hắn trả lời. Lăng Hàn chỉ cười cười, các người muốn cảm kích thì cảm kích. a à, hắn phát hiện, bốn người này đều nhìn chầm chầm vào hắn, nói cho đúng là nhìn chầm chầm vào tiến hóa quả. Có phải các người hy vọng ta sẽ trả nó cho các ngươi Hắn cười nói, như vậy rất tốt, nam tử áo xanh nuốt ngụm nước miếng, dường như cảm thấy nói như vậy không ổn, người ta đã cứu tính mạng của mình, hắn vội vàng nói bổ sung đương nhiên, nếu ân nhân cần thì có thể cầm đi. Tốt, ta sẽ không khách khí. Lăng Hàn thu tiến hóa quả trở về. a à, người không khách khí một chút hay sao? Nam tử áo xanh nghĩ rất tốt, chỉ cần Lăng Hàn khách khí một chút, hắn sẽ thu hồi tiến hóa quả trở lại. Dù sao đồ chơi này quá chân quý, có thể trợ giúp bọn họ bước vào đệ ngũ hình, ý vị bọn họ sẽ có cơ hội trở thành đại năng cấp giáo chủ. Lăng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi tiến hóa quả, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì lăng hàn cười ha ha chơi trò này trước mặt hắn quá ngây thơ rồi hắn phát động tinh bộ xèo hắn biến mất không thấy đâu nữa ai bốn người trẻ tuổi đều thở dài thật vất vả mới tìm được một tiếng hóa quả nó đã không còn lại tìm đi ngược lại thời gian còn rất dài ân bọn họ đều gật đầu vào thời điểm muốn rời đi ông một đạo khí thế đáng sợ đánh tới bọn họ không thể thở nổi một bóng người xuất hiện với khí thế kinh người cái chán của hắn quá nhô lên nên có phần giống mỏ chim. phúc xích nữ tử áo đỏ lập tức bật cười nhưng phát hiện như thế không tốt nàng vội vàng che miệng lại. bách lý vân nhìn nữ tử kia trong mắt hắn bắn ra hàn mang. nữ tử áo đỏ cảm thấy thức hải đau đớn và ngã xuống. sư muội ba người nam tử áo xanh vội vàng đi đỡ bọn họ lại phát hoảng sợ phát hiện sinh cơ của nữ tử áo đỏ đã hoàn toàn biến mất. người 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 có phải là ngươi làm hay không ba người đều trợn mắt nhìn bách lý vân sâu kiến nhau nhỏ cũng dám kêu gào trước mặt ta. Bách Lý Vân hừ một tiếng, hai mắt bắn ra sát cơ rất mạnh, bành, 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 ba người nam tử áo xanh đều ngã xuống đất, bọn họ không cách nào đứng lên được. Hắn nhìn thi thể Thạch Nguyên Trần cách đó không xa, hắn cau mày nói. Đây là đế tử Thạch Gia, ta đã gặp một lần, nhớ kỹ khí thức của hắn. Ha ha, Lang hàn này thật sự to gan lớn mật, dám giết cả đế tử. Ta giết ác tử này, chẳng những có thể đạt được bảo vật trên người hắn, còn có thể đòi nhân tình của Thạch gia, ha ha, nhất cử lưỡng tiện. A, à, hắn kiểm tra thi thể Thạch Nguyên Trần một lúc, sắc mặt của hắn càng nghiêm túc. Thế tử phù vẫn còn, tại sao lại như thế? Hắn chấn kinh, thế tử phù còn không có nứt ra, nói rõ số lần chưa dùng hết, Thạch Nguyên Trần chết như thế nào? Qua một hồi lâu, hắn mới thì thào, nghe thánh nhân trong tộc một lần tình cờ đề cập, thế tử phù cũng không phải hoàn mỹ, chỉ cần người xuất thủ có thực lực cao hơn thánh nhân chế tác thế tử phù từ đó thế tử phù sẽ không phát huy tác dụng thế tử phù tương đương với thánh nhân xuất thủ cứu người một mạng nhưng nếu đối thủ còn mạnh hơn cả thánh nhân thì không có khả năng cứu được vấn đề là tiểu tử lăng hàn kia có thực lực vượt qua thánh nhân hay sao chẳng lẽ hắn nắm giữ thủ đoạn siêu cấp có cấp độ về chất vượt qua thánh cấp chẳng lẽ đây chính là bí mật giúp hắn quật khởi không sai nếu không phải nắm giữ thủ đoạn đế cấp hắn làm sao có thể vượt qua đế tử nghĩ tới đây hắn càng động tâm nếu có thể bắt lấy Lăng Hàn, hắn thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Bách Lý Vân cảm giác tâm thần nóng lên, hắn cầm đồng tiền ném ra, bói vị trí của Lăng Hàn và tiếp tục đuổi theo. Lăng Hàn không biết rõ chuyện xảy ra sau lưng, cũng sẽ không ngờ Bách Lý Vân phát rồ như thế, hắn lại hạ thủ với những người không liên quan. Đối với đế tộc mà nói, những người khác chỉ là sâu kiến, dẫm chết thì dẫm chết, cần để ý sao? Hắn lấy tiến hóa quả ra, sau khi rửa sạch và bắt đầu ăn. Mùi vị quen thuộc, mỹ vị như nhau tiến hóa quả biến thành dược lực, tượng gỗ thứ sáu của Lăng Hàn bắt đầu biến hát hóa thành thạch thai. Còn kém ba cái, ta cần chín tiến hóa quả, Lăng Hàn xuyên qua thiên không đảo, hắn đi khắp nơi tìm kiếm tiến hóa quả. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn mấy lần bị Bách Lý Vân đuổi kịp, nhưng nắm giữ tinh bộ, hắn có thể hữu kinh vô hiểm, trái lại còn cho Bách Lý Vân mấy lần kinh hỉ, từ đó đối phương đổ mồ hôi lạnh. Bách Lý Vân biết rõ Lăng Hàn có được thủ đoạn làm thế tử phù không thể phát huy tác dụng, chỉ cần bị đối phương đánh giết một lần, khi đó hắn sẽ xong đời. Một quả, hai quả, ba quả, thiên không đảo rất lớn, tiến hóa quả cũng không ít, nhưng đại đa số sinh trưởng ở nơi rừng thiêng nước độc, có quy tắc hóa thành bình chướng thiên nhiên che đậy, muốn vượt qua cần phải trả cái giá lớn. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói chỉ là chút lòng thành, hắn nắm giữ tinh bộ, chỉ cần chung quanh có địa mạch, hắn có thể tùy tiện tới đây, cũng không cần quan tâm tới bình chướng gì, trong mắt hắn tất cả không tồn tại hắn đạt được thu hoạch phong phú người khác tìm tiến hóa quả đạt được một quả chính là may mắn hơn nữa không phải dùng để tăng tu vi bởi vì có thủ đoạn khác gia tăng tu vi muốn đánh phá cực hạn tu ra đệ ngũ hình trừ khi bản thân yêu nghiệt không gì sánh bằng bằng không chỉ có thể dựa vào tiến hóa quả lăng hàn thì sao đương nhiên là trái ngược thạch thai thứ bảy thành thạch thai thứ tám thành lăng hàn tiến vào thiên không đảo một năm tu vi của hắn đã tiếp cận đệ nhị hình đỉnh phong hắn chỉ còn tượng gỗ cuối cùng chưa tiến hóa còn kém một tiến hóa quả. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu có thêm một tiến hóa quả nữa, hắn có thể tu xong đệ nhị hình, bắt đầu xung kích đệ tam hình. Vì không cho Bách Lý Vân phát hiện mánh khóe, những ngày qua Lăng Hàn đã áp chế xúc động phục kích đối phương, tránh Bách Lý Vân phát giác hắn sắp bước vào đệ tam hình, thực lực mạnh yếu sẽ phát sinh biến hóa, từ đó không còn truy kích. Đến lúc kia tới phiên ta làm thợ săn, hắn cười nhạt một tiếng, chương 4691, tiên thiên thạch linh. Khoảng cách thiên không đảo mở ra đã qua một năm, lần này có bao nhiêu người tiến vào? Rất nhiều rất nhiều, bởi vậy, trên đảo khẳng định có tiến hóa quả, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều, muốn tìm được độ khó sẽ lớn hơn gấp bội. Cho dù lăng hàn nắm giữ địa mạch, tỷ lệ phát hiện tiến hóa quả cao hơn người khác gấp trăm lần, thu hoạch của hắn vẫn quá mức bé nhỏ. Hóa, hiện tại ta còn thiếu một viên tiến hóa quả mà thôi, có khó khăn như vậy không? Lăng hàn cảm thán, trong thức hải có tượng gỗ thứ 9 đã hoàn thành 2 phần 3, hết lần này tới gần khác hắn chỉ còn thiếu một tiến hóa quả. Nếu như ta tự mình tu luyện, chỉ ít còn phải nửa năm. Trong tay hắn thiếu tài nguyên tu luyện, cho dù hắn luyện đan cũng cần thời gian nửa năm. Quá dài, thực sự quá dài. Không được, ta nhất định phải tìm được một tiến hóa quả. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống, hắn tiếp tục câu thông địa mạch. Trước đó hắn đã phát hiện thiên không đảo có một chỗ hiểm địa, quy tắc cực kỳ cường đại. Hắn có thể mượn nhờ địa mạch cũng không dám đi, hắn sợ bị phản phệ nhưng bây giờ hắn dự định thử một lần chỉ cần một viên tiến hóa quả hắn sẽ hoàn thành đệ nhị hình sau đó sung kích đệ tam hình từ đó hắn có thực lực áp bách bách lý vân dụ hoặc này rất lớn hắn thả thần thức ra câu thông địa mạch thăm dò nơi hắn không dám tiếp xúc lần trước đây là hắn cả kinh bởi vì hắn chạm đến một khí thức mạnh không gì sánh bằng đây là cái gì bảo khí cương giả trong thời gian ngắn lang hàn không dám kết luận khí thức này quá mờ mịt hơn nữa hắn cũng không dám quá mức tiếp cận, bằng không sẽ có hậu quả gì đó. Nhưng hắn không ngừng thăm dò, đám khí thức kia không có phản ứng chút nào. Bảo vật sao, Lăng Hàn nghĩ tới, nơi này có quy tắc trí cao đan vào nhau, thay ngén ra bảo vật như tiến hóa quả quá dễ dàng, tiến hóa quả cũng chỉ là bảo vật cấp chân ngã cảnh. Nó có trâu bò hơn nữa cũng không thể cải biến điểm này. Đây chẳng phải đại tài tiểu dụng hay sao? Tim hắn đập thình thịch, chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật lớn nhất thiên không đảo? là người có lòng hiếu kỳ lớn tới mức khó ai sánh bằng lăng hàn lập tức quyết định đi thăm dò đi hắn lập tức xuất động lợi dụng địa mạch xuyên qua không gian trải qua thời gian rất lâu lúc này hắn mới tiếp cận nơi đó phía trước có khí thức cường đại bốc lên lăng hàn ngừng lại mặc dù hắn đã hạ quyết tâm nhưng này khí thức quá cường đại hắn nhất định phải cẩn thận bằng không chưa đạt được bảo vật thì mất mạng hiện tại hắn đang ở lòng đất sau khi được lực lượng quy tắc bao phủ hắn chẳng khác gì con cá gặp nước, mặt đất không thể ngăn cản hắn. Hiện tại hắn thông qua thần thức cảm ứng địa mạch, mắt thường đã mất đi tác dụng. Hắn cẩn thận tiến lên phía trước, nếu như phát hiện có cái gì không đúng thì hắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Ông, phía trước bộc phát khí tức khủng bố, lực lượng sôi trào như nước. Không qua được, Lang Hàn lắc đầu, hắn tiện tay đánh nát khí tức đáng sợ này. Hả, Lang Hàn hơi rung động, hỗn độn cực lôi tháp lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu, hỗn độn khí bạo phát cực nhanh. Mặc dù không phải đế binh nhưng mẫu kim lại là vật liệu cao cấp nhất trên đời. Có thể đối kháng sao? Lăng Hàn tiến lên phía trước, khí tức kinh khủng bộc phát giống như muốn phá hủy hỗn độn cực lôi tháp. Mẫu kim chính là tài liệu trung cực, lúc trước hỗn độn cực lôi tháp không sợ cả đế binh, muốn xông ra đối kháng, huống chi hiện tại. Hỗn độn cực lôi tháp cũng phóng xuất khí tức đáng sợ đối kháng. Lăng Hàn tiến lên từng bước, hắn không ngừng thâm nhập vào trong khí tức kia. Qua thời gian rất lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ hắn đã tiến vào lòng đất đáp 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 phía trên có giọt nước rơi xuống rơi trên mặt đất trong không gian yên lặng như hiện tại tiếng nước rơi chẳng khác gì quả bom phá nát yên tĩnh lăng hàn đi sâu vào trong hang hắn có loại cảm giác mình sắp gặp bảo bối bước đi tốc độ của hắn cũng không nhanh nơi này có khí thức kinh khủng sôi trào mặc dù hỗn độn cực lôi tháp có thể đối kháng nhưng lăng hàn chẳng khác gì người thường tiến vào trong vũng lầy mỗi khi đi một bước đều gian nan bỏ ra thời gian gần một tiếng Suốt cuộc hắn đã đi tới phần cuối hang động. Phía trước xuất hiện một hình người. Cái gì? Khí tức khủng bố do hình người phát ra. Lăng hàn cảm thấy thất vọng. Hắn cho rằng mình sẽ đạt được trí bảo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hơn nữa, người nói rõ đây là một vị cường giả nghỉ say. Mình quấy dậy chẳng khác gì tự gây rắc rối. Thừa dịp đối phương còn ngủ say. Hắn cần phải tranh thủ thời gian chạy đi. Lăng hàn tin tưởng đối phương nhất định ở trạng thái ngủ say. Nếu không khí tức này không mờ mịt và bình tĩnh như thế, khí tức này còn đáng sợ hơn cả thánh nhân. Hắn muốn quay người rời đi, hắn dùng nhãn thuật quan sát và kinh ngạc. Đây không phải người thật, mà là một khối đá, nó có hình thái hình người. Đây là tiên thiên thạch linh, bỗng nhiên trái tim của lăng hàn đập mạnh, tiên thiên thạch linh, đây là tài liệu trung cực có thể so sánh với mẫu kim. Nhưng không có người nào dùng tiên thiên thạch linh chế tạo pháp khí, mà là dùng nó để luyện thành phân thân so sánh với đế binh. Hắn mà có được, vậy thì phát đạt, chỉ cần đạt tới hóa linh cảnh, hắn sẽ diễn hóa phân thân, nhập chủ tiên thiên thạch linh, khi đó chiến lực của hắn có thể quét ngang tôn giả. Khi tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể phát huy ra uy năng của tiên thiên thạch linh, giống như mẫu kim, đây chính là tài liệu có thể luyện chế thành đế binh, giết thánh nhân như giết gà. Phát đạt, phát đạt, lang hàn cẩn thận tiến lên, hiện tại hắn phải nghĩ làm cách nào thu lấy tiên thiên thạch linh. Có thể thu vào pháp khí không gian hay không? Dường như không được, đây là tài liệu tiên thiên, mang theo trong người khẳng định cũng không được, hắn nhất định phải dùng hỗn độn cực lôi tháp đối kháng khí tức do tiên thiên thạch linh phát ra, nếu không hắn sẽ biến thành bọt máu, nếu mang thứ này chạy đi khắp nơi, thánh nhân sẽ để mắt tới hắn. Tiên thiên thạch linh đấy, cường giả toàn bộ thiên hạ đều động tâm, thánh nhân cũng sẽ điên cuồng, nếu luyện chế thành phân thân, tương đương với có được thân thể cấp bậc mẫu kim, hơn nữa chiến lực tuyệt đối vượt qua thánh cấp. Chỉ có đột phá hóa linh cảnh mới làm được thế nhưng hắn chỉ có thời gian 2 năm, đủ sao? Lang Hàn vừa nghĩ vừa tiến lên, từ từ tiếp cận tiên thiên thạch linh, khi hắn tới gần liền há hốc mồm. Ngoá, hắn muốn mắng người, phí công nửa ngày, bởi vì hắn tới gần và nhìn rõ ràng, tiên thiên thạch linh chỉ có vẻ ngoài, bên trong bị đào rỗng. Ai phung phí của trời như thế? Lang Hàn muốn đánh người kia, như thế quá lãng phí. Không đúng, hắn lập tức phát hiện, bên trong thạch linh rất hoàn mỹ, hoàn toàn không có dấu vết bị đào, nếu như đây chỉ là đá bình thường, võ giả nào cũng có thể tùy tiện làm được, nhưng thứ này bất đồng, tiên thiên thạch linh đấy, có thể so sánh với mẫu kim, nó có thể mềm giòn như thế hay sao? T. Chẳng lẽ tiên thiên thạch linh sinh ra ý chí và xuất thế? Lăng Hàn nghĩ đến một khả năng, hắn hít khí lạnh. chương 4692, Cát Thiên Thu Thiên địa vạn vật đều có thể thông linh, ví dụ đơn giản nhất chính là bàn thạch tổ vương, vị này lúc ban đầu chỉ là một khối đá bình thường, lại ngoài ý muốn thông linh, từng bước một đi lên con đường cường đại, đạt tới đỉnh phong của thời đại. Mà tiên thiên thạch linh ngay từ đầu đã đứng ở đỉnh của thế giới, có thể so với mẫu kim, nó trâu bỏ cỡ nào. Loại bảo vật này một khi thông linh, điểm xuất phát của nó sẽ là thánh nhân. Trong lịch sử thật sự có tiên thiên thạch linh thông hiểu trí tuệ, hành tàu thiên hạ, nó cường đại hơn thánh nhân vô số lần, có thể xưng là chuẩn đế. Trong thời đại thiên hạ không đế, nếu tiên thiên thạch linh làm ác, như vậy thiên hạ đại loạn, nếu làm người tốt, thiên hạ đại bình. Đương nhiên, nếu thiên hạ có đế, tiên thiên thạch linh chỉ có thể nói nói sinh không gặp thời, chuẩn đế châu bò cũng không có khả năng sánh ngang đại đế. Nhưng tiên thiên thạch linh châu bò như thế nhưng xưa nay chưa nghe có tiền lệ thành đế. Thế Zina có rất nhiều kẻ tầm thường, thậm chí tảng đá cũng có thể đắc đạo, nhưng tiên thiên thạch linh ngay từ đầu đứng ở đỉnh thế giới lại không được, đây là việc làm người ta thổn thức. Có lẽ, không trải qua con đường bình thường bước tới đỉnh phong, như vậy không có khả năng trùng kích cảnh giới tối cao. Đầu tiên không quan tâm tới việc này, vấn đề là, nếu như tiên thiên thạch linh thực sự thông linh, nó chính là chuẩn đế. Chuẩn đế châu bò cỡ nào, nhớ lại đa gia Phật liền biết, gần như có thể giết sạch thánh nhân trong thiên hạ. Lăng Hàn lập tức nảy sinh ra ý muốn rời đi, nơi đây không nên ở lâu, có trời mới biết vị tiên thiên thạch linh kia vừa mới thông linh hay rời đi từ lâu. Chờ chút, hắn nhìn thấy sắc ngoài của tiên thiên thạch linh, mặc dù không còn thạch linh, xác ngoài của nó rất bất phàm. Thu, Lăng Hàn đi về phía trước, hắn dự định lấy vật này đi, dù là không bằng tài liệu trung cực nhưng cũng chân quý tới mức vô giá. Đã vào bảo sơn thì không thể về tay không, ai, một tiếng thở dài vang lên, tiếng thở dài vang vọng bên tai Lăng Hàn. Tiếng thở dài rất nhẹ nhưng Lăng Hàn nổi ra gà, khốn kiếp, sợ cái gì gặp cái gì, hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một lão giả, người này quá mức bình thường, thuộc về loại người ném ra đường cái có thể nắm được một bó to, tại sao lão gia gia xuất hiện ở nơi này? Tiền bối, quấy giày. Lăng Hàn nghiêm túc nói ra, đồng thời hắn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời lợi dụng địa mạch bỏ chạy. Người trẻ tuổi không cần khẩn trương, lão hủ cũng sẽ không ăn ngươi. Lão giả ho khan thoáng một tiếng, thân thể đang run rẩy, hắn như ngọn nến le lói trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh. Lăng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng của hắn bồn chồn, tin ngươi mới là có quỷ hắn không xác định lão giả này có lai lịch gì chẳng lẽ là vì tiên thiên thạch linh mà đến không biết tiền bối xưng hô như thế nào hắn nói lão giả không khỏi cười một tiếng ngươi muốn dò xét sâu cạn của lão hủ ha ha cũng được lão hủ họ cát tên thiên thu tên rất hay công ở thiên thu tiền bối đại khí lăng hàn lập tức vỗ mông ngựa cát thiên thu cười ha ha nhưng hắn lại ho khan giống như có thương thế người trẻ tuổi miệng của ngươi rất tốt tốt rồi đến nói cho lão hủ, hiện tại là lúc nào rồi. a à, người vẫn ở nơi này, không biết xưa nay là năm nào sao. Lăng Hàn nói, tiền bối, trong tinh không không có năm tháng thống nhất, vãn bối cũng không biết nói như thế nào. Ha ha, đúng rồi, các thiên thu vỗ chán một cái, cười nói, ngươi xem ta già rồi, thật sự là già hồ đồ. Tổ vương gần đây nhất gọi là gì? Không biết, Lăng Hàn lắc đầu, hắn nhìn thấy các thiên thu lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vội vàng nói. Ngàn vạn năm trước, hư hư thực thực có một vị tổ vương đắc đạo, nhưng phát sinh náo động lớn, lịch sử bị chôn vùi, cho nên, lai lịch vị tổ vương kia không có người nào biết. Cát thiên thu giận dữ, hắn hừ một tiếng, mấy lão gia hỏa bất tử kia, quả nhiên còn không chịu an phận. Lăng hàn rung động, giống như vị cát đại gia này biết rõ nội tình. Hắn có lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, hắn hỏi, tiền bối, người biết náo động là gì sao? Tiểu tử, lòng hiếu kỳ của ngươi lớn thế sao? Cát thiên thu cười hỏi. Ta thấy tiền bối nhiệt tình nên mới đánh bạo hỏi thêm mấy câu. Lăng Hàn nói, thời điểm hắn muốn chọc giận người khác có thể làm người ta phát điên, nhưng nói ngọt sẽ làm người khác vui vẻ vẻ. Cát Thiên Thu cười ha ha, nói, người bây giờ quá yếu, có một số việc còn chưa thích hợp biết rõ, đối với người chỉ có hại vô ích. Có thể nói ra câu nói này, nói rõ lão gia tử là người giảng đạo lý. Lăng Hàn hơi chấn định, đánh bạo hỏi, tại sao tiền bối ở nơi này, người thật ra muốn hỏi tiên thiên thạch linh đi nơi nào sao. Cát Thiên Thu lại hỏi lại, ách, gương càng già càng cay. Lang Hàn cười một tiếng, vãn bối rất hiếu kỳ. Cát Thiên Thu lắc đầu, thời điểm lão hồ tới đây, Tiên Thiên Thạch Linh đã không còn ở đây, cũng không biết nói là chính mình thông linh hay bị người ta luyện thành phân thân. Lang Hàn kinh ngạc, lão gia tử đã ở đây rất lâu, thời gian Tiên Thiên Thạch Linh biến mất còn sớm hơn thời điểm hắn tới đây, cực lì có thể là ngàn vạn năm trước. Nhưng mà lão gia tử có thể sống lâu như thế sao? Dường như nhìn ra Lang Hàn nghi hoặc. Cát Thiên Thu cười nói. Có một thứ thần kỳ gọi là Thái Cổ Nguyên Nê, phong ấn ở trong đó, sinh mệnh sẽ tạm ngừng trôi qua, cho nên ngủ một giấc thật dài như giấc chiêm bao, lúc thức lại là thời điểm thương hải tan biên. Lăng Hàn lập tức nghĩ đến Tiểu Thanh Long, hắn là ấu tử của chân Long, nếu tính một chút, hắn bao nhiêu tuổi rồi. Sớm nên biến thành cho, nhưng bây giờ lại giả nai tơ khắp nơi, còn thích trang bức. Hiển nhiên, Tiểu Thanh Long trước kia vẫn bị vây bên trong Thái Cổ Nguyên Nê. Nhưng Lang Hàn cũng không hiểu, sống đương thời có gì không tốt, có thân bằng hảo hữu của mình, ngủ một giấc thật dài đã qua ngàn vạn năm, cả thế gian không quen không biết, không cảm thấy quá mức cô đơn sao. Chắc là có nguyên nhân gì đó nhất định phải vượt qua tháng năm lâu như vậy sao. Các thiên thu hỏi lăng hàn rất nhiều chuyện, ví dụ chân Long Uyên mở ra chưa, thời thế hiện tại thế nào, có âm hồn xâm lấn hay không, hắn có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sau khi nói tới biển máu chôn vùi vô số thánh nhân thi thì lão ra tử giận dữ, hắn vô cùng đáng sợ. Tốt rồi, người có thể rời đi, lão hủ còn phải ngủ tiếp mấy năm. Lão gia tử bắt đầu xoay người rời đi, chỉ là mấy năm sao? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, trong miệng mình mấy năm thật sự là mấy năm, nhưng vị các đại gia nói mấy năm có phải mấy vạn năm hay không? Được rồi, đầu tiên là đi thôi, người mạnh như thế hạ lệnh trục khách, chẳng lẽ còn có thể dây dưa? Mặc dù lão gia tử nhìn không ra tính tình, nhưng cường giả nào không phải nhất ngôn cửu đỉnh, có thể cho người ta có kè mặc cả. Lăng Hàn rất thức thời, hắn bước ra ngoài động quật, hắn phát động tinh bộ cấp tốc rời đi. Thì ra mới trôi qua ngàn vạn năm, cát thiên thu thì thào, huyền thái vũ, ngàn vạn năm trước ta thua ngươi, theo lý thì ta nên theo gió trôi qua, nhưng hắc ám sắp nuốt trời, lão hủ chỉ có thể dùng bộ thân thể này đấu với trời, đấu với người một hồi, nếu có thể thành đạo sẽ báo thù cho ngươi, cũng không uổng công chúng ta đấu nhiều năm như vậy. chương 4693, chân ngã đệ tam hình. Lăng Hàn rời đi, trên đường đi hắn cảm ứng tiến hóa quả, Hắn lập tức thay đổi tuyến đường và bỏ lấy tiến hóa quả vào trong túi. Hắn cười cười, mặc dù không có đạt được Tiên Thiên Thạch Linh, nhưng đạt được một tiến hóa quả cũng xem như không uổng đi một chuyến. Đương nhiên, so với Tiên Thiên Thạch Linh đến, tiến hóa quả chỉ có thể coi là hạt vừng, nhưng ai để Tiên Thiên Thạch Linh đã sớm không còn đâu. Lang Hàn bắt đầu gặm tiến hóa quả, hắn đạt tới đệ nhị hình đỉnh phong. Tới đi, rất nhanh, dược lực cuồn cuộn, tượng gỗ thứ 9 bắt đầu biến thành thạch thai. Qua nửa ngày sau, đại công cáo thành, từ trên lý luận, Lăng Hàn đã có tư cách xung kích để tam hình, nhưng thạch thai bị dược lực thôi động, khó tránh khỏi sẽ có căn cơ bất ổn, hắn không có biện pháp tiến hành xung kích. Lăng Hàn lắng động mấy ngày, sau đó hắn đổi chỗ khác và tiếp tục lắng động tu vi, hắn muốn mình có trạng thái tốt nhất, cũng làm cho Bách Lý Vân theo sau hắn người giám. Sau một tháng, Lăng Hàn đã điều chỉnh trạng thái của mình tới mức hoàn mỹ. Có thể, hắn không có lập tức xung kích để tam hình, hắn chờ tới khi Bách Lý Vân đuổi tới, lúc này mới một hơi chạy ra 30 vạn dặm. Lúc trước hắn ở đầu kia của thiên không đảo, hiện tại hắn chạy tới nơi xa nhất, ha ha, cứ như vậy, Bách Lý Vân sẽ tốn nhiều ngày mới tìm được hắn. Lăng Hàn bắt đầu xung kích đệ tam hình, chờ Bách Lý Vân đuổi tới, hắn sẽ cho đối phương một kinh nghỉ. Chân ngã đệ tam hình, ngân thai, Lăng Hàn minh ngộ, hủy diệt chân ngã bắt đầu từ thạch thai biến thành ngân thai, năng lượng thiên địa rót tới, đạo tắc không ngừng hội tụ và bao vây hắn lại cả người hóa thành một pho tượng đá. Hắn ngồi bất động như đá, nhưng thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thạch thai trong thức hải tiến quân ngân thai, nhục thể của hắn đang tham lam hấp thu năng lượng thiên địa, thể thuật của hắn tiến bộ rất nhanh. Hắn có dã tâm lớn, thể, bí đã kiêm tu, như vậy từ đầu tới cuối sẽ cùng nhau tiến bộ, hắn không cho cái nào lui về phía sau. Ba ngày sau đó, thạch thai có biến hóa, nó xuất hiện một tầng sáng kim loại. Lăng Hàn tươi cười, rốt cuộc hắn đã hoàn thành bước đầu tiên. Hắn tiến bộ quá nhỏ bé nhưng lại trọng yếu không gì sánh bằng, mang ý nghĩa hắn có thể tiến bộ một bước dài. Oanh, năng lượng thiên địa tràn vào với tốc độ cực nhanh, đạo tắc tỏa sáng. Tốc độ tiến hóa của Thạch Thai tăng tốc, hủy diệt chân ngã tỏa ra khí tức minh mông đại khí. Lại qua 7 ngày sau, Lăng Hàn nhảy lên và mảnh vỡ quy tắc bắt đầu bao phủ thân thể của hắn. Ở trong đầu của hắn, hủy diệt chân ngã đang tỏa ra ánh sáng màu bạc của ngân thai. Chân ngã đệ tam hình, oanh, Lăng Hàn vung quyền lực lượng bộc phát đáng sợ, cường đại đến mức không cách nào hình dung. Bí lực, thể thuật đều là đạt đến nhị thập ngũ trọng thiên, cả hai cùng bộc phát sẽ đạt tới tam thập nhất trọng thiên. Nếu ta toàn lực ứng phó, chiến lực cực hạn có thể đạt tới tứ thập nhị trọng thiên, bản thân ta có thể hóa giải lực lượng sáu trọng thiên, cho nên, cho dù chiến lực đối phương đạt tới tứ thập bát trọng thiên, ta cũng có thể bất bại. Đáng tiếc, sát khí xung kích, áp chế chiến lực vô dụng với đế tử, với thực lực của ta hiện tại, ta có thể nghiền ép đạo tử, hai hạng thần thông này đã biến thành gân gà. Nhưng mà, chờ ta bước vào hóa linh cảnh, hai môn thần thông cũng phát huy uy lực thần kỳ. Bách Lý Vân, người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lăng Hàn nhắm mắt lại, hắn dùng thần thức câu thông địa mạch, bắt đầu bắt giữ hành tung của Bách Lý Vân. Nhưng đối phương cách hắn còn xa, tạm thời không có phát hiện. Lăng Hàn tiện tay đánh ra một kích, ầm, một đầu địa long phá đất chui lên, nó tỏa ra uy thế kinh người. Thực lực của bản thân ta càng mạnh, gọi ra địa long uy năng càng mạnh. Đáng tiếc, nó mất đi linh động, bằng không có thể triệu hoán ra mấy đầu, cho dù là thế hệ Bạch Ngân cũng bị ta hành hạ tới chết. Lăng Hàn nhanh chân đi tìm Bách Lý Vân, nên tính toán nợ cũ. Hắn phát động tinh bộ nghịch hành, mỗi khi đi ra một đoạn, hắn lại biến địa mạch thành tai mắt tìm kiếm tung tích Bách Lý Vân, nhưng gia hỏa này trước đó bám dai như đĩa, từ đầu đến cuối cùng đều ở sau hắn, nhưng bây giờ lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Lăng Hàn đã hoài nghi đối phương biết rõ hắn đột phá, cho nên từ bỏ suy nghĩ truy kích hắn a à, hắn tươi cười thật sự thú vị có tâm trồng liếu liếu không lớn vô tâm trồng liếu liếu thành đàn lang hàn phát động tinh bộ hắn thuấn di xuất hiện cách đó hai ngàn dặm nơi này đang có một đoàn người đang đi đường bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người thì giật mình hư nhiều đế tộc cùng đi với nhau như vậy người lại dám cướp đường thật sự to gan lớn mật quan nguyên minh lạnh lùng nói chi đội ngũ này có địa vị kinh người toàn bộ do đế tộc tạo thành hơn nữa không thiếu đế tử đế nữ có thể dọa người ta tè ra quần. Lăng Hàn mỉm cười, hắn vẫy tay với quan nguyên minh. Tiểu quan, tới, các đế tộc đều mơ hồ, ngươi là ai, tại sao gọi thân thiết như thế? Hơn nữa, quan nguyên minh chính là đế tử, ngươi gọi hắn là tiểu quan, đây không phải nói rõ địa vị cao hơn đối phương hay sao? Hắc hắc, không ít người đều nở nụ cười, chờ xem náo nhiệt. Đế tộc cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc, đế tử lại là nhân vật không thể chạm vào. Quan Nguyên Minh giận dữ, hắn nhảy tới và gào thét ngươi muốn chết hiện tại đối phương có quỷ gối trước mặt hắn hắn cũng muốn đánh chết đối phương oanh đế tử phát huy đáng sợ không gì sánh được lang hàn đứng yên bất động thẳng đến khi quan nguyên minh giết tới trước mặt thì hắn mới xuất thủ hắn xuất quyền tấn công đối phương không biết lượng sức tất cả mọi người lắc đầu đối địch với đế tử chính là cách làm ngu xuẩn nhất trên đời đối kháng chính diện lại ngu không ai bằng cho dù quan nguyên minh vừa bước vào chân ngã đệ tam hình nhưng chiến lực của hắn có thể ngang hàng với đạo tử đệ tứ hình, nơi này trừ thế hệ Bạch Ngân, ai có thể áp chế hắn. Bành, khi va chạm với nhau, công kích của Quan Nguyên Minh bị vỡ nát, đạo tác gì đó chẳng khác gì trứng trọi đá. Ngóa, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nhìn năm năm, trong lòng sinh ra cảm giác quỷ dị. Nhưng mà chuyện này chưa xong, nắm tay của Lăng Hàn không bị ngăn cản và tiếp tục đánh về phía Quan Nguyên Minh, năng lượng hủy diệt bao phủ nắm tay. Quan Nguyên Minh lộ ra vẻ sợ hãi hắn ngàn vạn lần không ngờ công kích của Lăng Hàn đáng sợ như thế, thế như trẻ tre. Hắn có thế tử phù, đương nhiên không có khả năng bị oanh sát, nhưng khi bị đánh bại, hơn nữa còn làm miểu sát, hắn làm sao chịu nổi. Trong lòng của hắn đã hiểu ra, biết rõ đối thủ này là ai, trừ tên biến thái Lăng Hàn thì ai có sức mạnh như vậy. Bang, một quyền đánh nát đầu của quan nguyên minh, không có phục sinh, chương 4694, Bách Hoa Cốc. A, à, chiến đấu kết thúc. Tại sao đầu của Quan Nguyên Minh nổ tung rồi? Thật không đúng, thế tử phù đâu? Ngươi đi ra ngoài không mang thế tử phù. Huyền Phong đế tộc có nghèo như vậy sao? Tất cả mọi người nhìn nhau, tại sao Quan Nguyên Minh lại chết? Hoàn toàn không hợp đạo lý, nhưng mà gió nhẹ thổi qua, Quan Nguyên Minh đã nằm dưới đất, đầu lâu vỡ vụn và máu tươi chảy ra ngoài, hoàn toàn không có ý đứng lên. Tê, mọi người hít khí lạnh, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Xảy ra chuyện lớn, đế tử bị oanh sát. Lăng, Lăng Hàn có người run giọng nói ra phương thức chiến đấu này đơn giản mà thô bạo chính là phong cách nhất quán của lăng hàn tất cả mọi người đã biết rõ lăng hàn có được năng lực biến hóa dung mạo cho nên cho dù linh hồn ba động khác biệt cũng không trở ngại mọi người suy đoán lăng hàn mỉm cười tâm niệm vừa động hắn biến thành gương mặt thật sự quả nhiên là hắn tất cả mọi người nói thầm một câu sau đó tâm thần sinh ra sóng to gió lớn muốn bọn họ tin tưởng quan nguyên minh không có thế tử phù hay thế tử phù mất hiệu lực đây là việc quá hoang đường 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 đế tộc chẳng lẽ thánh nhân trong tộc còn keo kiệt chế tác thế tử phù cho đế tử đế tử đây là hình tượng của đế tộc cần phải đi toàn lực duy trì cho nên nguyên nhân chỉ có một lang hàn có được năng lực làm thế tử phù không có hiệu lực đúng vậy việc này vẫn có người không tin nhưng bởi vì trên người lang hàn có quá nhiều kỳ tích cho nên mọi người càng nguyện ý tin tưởng có thể nghĩ đến Lăng hàn có được không nhìn thế tử phù giết người năng lực cái này khiến mỗi một tên đế tử đều là tâm bên trong run rẩy Bọn họ ban đầu không có sợ hãi, cho dù gặp được siêu cấp đại địch, còn có thế tử phù có thể cứu mạng, nhưng còn bây giờ thì sao? Sinh mệnh chỉ có một lần, tỷ phu, tiểu la lị tóc bạc chạy ra, sau đó nhảy vào trong ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn không có biện pháp, đành phải ôm tiểu la lị. Tỷ phu, tại sao mặt của ngươi đen như vậy, có phải chán ghét ta không? Tiểu la lị chu cái miệng, có phải là ôm lấy tỷ ta, ngươi liền vui vẻ. Đúng là dày thối. Gương mặt xinh đẹp của trì mộng hàm đỏ bừng, cho dù khăn lụa che mặt cũng không che được, trên người tỏa ra mị lực không ai sánh bằng. Tỷ phu, người cũng biết tin tức bách hoa cốc, tiểu la lị hỏi, cái gì bách hoa cốc, lang hàn nhìn chầm chầm vào trì mộng hàm, tiểu la lị này trưởng thành sớm, luôn có thể nói ra những lời làm người ta xấu hổ, hắn càng ưa thích trò chuyện với trì mộng hàm. Có tin tức truyền ra, bên trong bách hoa cốc có lượng lớn tiến hóa quả. Trì mộng hàm nói, lượng lớn, lang hàn rung động, thiên không đảo đã mở ra hơn một năm, có thể nói tuyệt đại bộ phận tiến hóa quả đều đã bị hái, hiện tại còn muốn tìm một quả, độ khó quá lớn. Nhưng bên trong bách hoa cốc lại có lượng lớn tiến hóa quả, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Tin tức này phát ra từ đâu? Hắn hỏi, có chuyện tốt như vậy, ai sẽ tiết lộ chứ? Không biết, chúng ta biết được tin tức mới quyết định đi xem một chút. Chỉ mộng hàm nói, ngay từ đầu, chúng ta đã từng hoài nghi đây là một cái bẫy, nhưng bằng vào chúng ta cường đại, nơi này có ai làm gì được chúng ta cũng phải người tiến vào thiên không đảo đều trải qua xét duyệt không có khả năng có người vượt qua cảnh giới tiến vào đế tử sợ cái gì lúc trước đế tộc đạt thành nhận thức chung cũng giao thiên không đảo cho đông phương gia tộc quản lý tự nhiên là có đạo lý làm sao có thể tự hãm hại mình chứ khó trách bách lý vân không còn hình bóng chắc chắn cũng đi tới bách hoa cốc nếu hắn bước vào đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình muốn trấn áp lang hàn càng dễ dàng hơn trước lang hàn suy tính hắn nắm giữ tinh bộ hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn ở nơi này vậy thì đi xem một chút đi chúng ta cùng đi lang hàn cười nói tốt tiểu la lị vỗ tay những người khác nghe rằng đây là một đại sát tinh không thấy thi thể không đầu của quan nguyên minh đang nằm đó hay sao đang dùng máu tươi nhắc nhở mọi người đây là một sát thủ đế tử sát thủ đế tử chân chính nhưng bọn họ dám phản đối sao lang hàn đã dám giết quan nguyên minh tương đương dám tử chiến với huyền phong đế tộc hắn còn sợ giết thêm vài đế tộc hay sao? Một đường đi tới, bầu không khí trong đội ngũ cực kỳ một ngạt, trừ tiểu la lì tóc bạc ra, không ai có tâm tư nói chuyện. Ngươi quá lỗ mãng, chỉ mộng hàm dùng thần thức truyền âm, cho dù ngươi giết quan nguyên mình cũng không nên giết trước mặt mọi người. Ngươi thật sự bị đế tộc truy nã, thế nhưng chỉ là truy nã mà thôi, không có đế tộc nào thật sự quyết tâm. Nhưng đế tử chết rồi, việc này sẽ khác biệt, thánh nhân đế tộc sẽ bị kinh động, cho dù ngươi trốn tới chân trời góc biển, thánh nhân cũng có thể tùy tiện bói toán ra vị trí của ngươi, căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần đế tộc lên tiếng, có rất nhiều thế lực xuất thủ thay bọn họ. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, ngươi quan tâm ta sao? Chỉ mộng hàm lập tức im lặng, gia hỏa này có lá gan lớn cỡ nào, đã đến lúc này còn đùa giỡn mình. Trừ phi ngươi có đế binh có thể che đậy thiên cơ, hoặc ngươi trốn vào bí cảnh nào đó, nếu không chỉ cần vừa ra ngoài, căn bản chạy không thoát khỏi thánh nhân bói toán. Chỉ mộng hàm lại cảnh cáo, Lăng Hàn cười một tiếng, trên người hắn thật sự có bảo vật kém đế binh một chút, cho nên mới bị Bách Lý Vân nhiều lần tìm ra. Như vậy hắn không thu hỗn độn cực lôi tháp vào trong thức hải, mà là giấu ở trên người, như vậy có thể che đậy thiên cơ. Có lẽ có thể, tuy không phải đế binh nhưng lại là mẫu kim, nó là vật liệu trung cực. Cảm ơn, hắn gật đầu với chỉ mộng hàm. Chỉ mộng hàm cũng có chút không thích ứng, nàng đã quen lăng hàn cười đùa tí tửng, hiện tại hắn đột nhiên nghiêm túc làm nàng xấu hổ. Bọn họ đi tới Bách Hoa Cốc, lăng hàn cũng không có xuất thủ với các đế tộc khác hắn hận nhất chính là quan nguyên minh từ kiệt thạch nguyên trần cùng bách lý sa hiện tại trừ bách lý sa đã thành phế nhân ba người khác đã bị hắn giết đi tới đi tới lăng hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái bởi vì vị trí bách hoa cốc nằm ngay trên hang động kia quá đúng dịp sao lăng hàn không chút biến sắc hắn muốn xem có trò quỷ gì hơn nữa bách lý vân khẳng định đang ở trong cốc bỏ lỡ cơ hội lần này thì khó mà giết được hắn lại qua mộ trì sau đó, bọn họ đi tới Bách Hoa Cốc. Mặc dù gọi nơi này là Bách Hoa Cốc, nhưng hoàn toàn là có tiếng không có miếng, trong cốc hoang vu, không có một gốc cây xanh nào, tại sao gọi là Bách Hoa Cốc. Bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này, có nhiều người bước vào nơi này tìm kiếm. Đúng là có mùi thơm của tiến hóa quả, nhưng giống như bị thủ đoạn nào đó che đậy, không có cách nào nhìn thấy. Chỉ mộng hàm nói, chỉ đáo tới sớm hơn chúng ta mấy ngày, hắn nói, dùng thần thức làm dẫn, hắn thật sự nhìn thấy một tiến hóa quả. Nghe nói, trong sơn cốc này có một cái động, trong động sinh trưởng lượng lớn tiến hóa quả. chương 4695, mạnh yếu thay đổi. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, ta thật sự rất hiếu kỳ kẻ cung cấp tin tức này là ai. Người cũng quá thần thông quảng đại, chỉ mộng hàm cũng nói, có ai truyền tin tức này chứ, bởi vì người biết sẽ giấu giếm, chính mình đến cướp sạch sẽ. Cho dù mình không cần, tiến hóa quả chân quý cỡ nào, lấy ra cũng có thể bán với giá lớn, đế tộc sẽ nguyện ý trả tiền mua. Nhưng bây giờ, tin tức như vậy lại bay đầy trời, làm mọi người đều biết, hoàn toàn không hợp đạo lý. Muốn nói nơi đây không có âm mưu, có quỷ cũng không tin. Lang Hàn nói, nhưng nơi này có nhiều đế tộc như thế, ai dám làm loạn Âu? Chỉ Mộng Hàm phân tích, đây là việc mọi người khó hiểu, nếu như đây thật là một âm mưu, vậy ai dám chôn giết nhiều đế tử đế nữ như vậy? Một đống lớn thánh nhân mang theo đế binh tới đây, đối thủ là một đế tộc cũng có thể bị người ta nện chết. Thiên hạ không đế, ai dám to gan lớn mật như thế. Cho nên, rất nhiều người thông minh biết rõ không thích hợp vẫn tới, bởi vì thực tế nghĩ không ra trên đời này có thế lực nhà ai dám nhắm vào đế tộc. Có phải là chiến thần cung hay không? Lăng Hàn nói thầm, ý nghĩ này chỉ thoáng qua tức thì, chiến thần cung không sợ đế tộc chỉ là nói cho có mà thôi, đế tộc không muốn dốc hết sức lực đi giải quyết bọn chúng mà thôi. Lật qua lịch sử, kỳ thật số lần chiến thần cung nhằm vào đế tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là lập uy mà thôi, hơn nữa cũng chưa từng có đế tử đế nữ nào gặp chuyện, chiến thần cung vẫn có chừng mực. Hơn nữa, chiến thần cung biết rõ nơi này gọi là Bách Hoa Cốc. Hơn nữa, chiến thần cung phái lượng lớn sát thủ chân ngã cảnh vào nơi này, bọn họ là đối thủ của đế tử hay sao? Nơi này có thế hệ Bạch Ngân, ngay cả lang Hàn cũng phải thừa nhận bọn họ cường đại. Cho nên, chiến thần cung không có quan hệ với việc này. Chỉ có thể chờ đợi, nếu như đây thật là một âm mưu, chúng ta sẽ có thể tra ra manh mối. Lang Hàn thì thào, hắn không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu tìm kiếm Bách Lý Vân. Bách Hoa Cốc rất lớn, nhưng lớn cũng có hạn, chỉ cần người ở chỗ này, nhiều lắm mất 2-3 ngày là tìm được. Quả nhiên, trong hai ngày đó, Lang Hàn đã tìm được đế tử thế hệ Bạch Ngân kia. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Bách Lý Vân cũng sững sờ. Nhưng hắn cười lạnh, hắn cho rằng Lăng Hàn chắc đạt được tin tức Bách Hoa Cốc cho nên mới chạy tới, sau đó rất khéo gặp phải mình ha ha thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại vào bách lý vân cười nói tâm tình của hắn bây giờ rất tốt bởi vì hắn ở chỗ này hái được ba tiến hóa quả hiện tại lại gặp lăng hàn chủ động đưa bảo cho hắn chữ hái có ngoặc kép là bởi vì chỉ có một là hắn hái được hai quả khác là hắn uy bức lợi dụng lấy thân phận thế hệ bạch ngân của hắn có ai dám không cho mặt mũi chỉ tiếc ba tiến hóa quả còn chưa đủ trèo chống hắn tiến lên đệ ngũ hình cho nên hắn cũng không có lập tức ăn, hắn muốn chờ hai quả nữa là đủ năm quả, khi đó hắn có nắm chắc đạt tới đệ ngũ hình. Đương nhiên, cho dù không có tiến hóa quả, với tư chất đế tử của hắn, muốn xông lên đệ ngũ hình không có khó khăn quá lớn, nhưng việc này cần lượng lớn thời gian tích lũy, tự nhiên không bằng dùng tiến hóa quả. Trong lúc nói chuyện, hắn đã dùng quy tắc phong tỏa bốn phía, bảo đảm lăng hàn không thể dẫn động địa mạch. Thực lực của hắn đủ mạnh, đương nhiên có thể làm được, trước đó chỉ vì lăng hàn không cho hắn đầy đủ thời gian mà thôi nhưng hắn không biết là hiện tại lăng hàn không còn là lăng hàn lúc trước lăng hàn yên lặng nhìn hắn vẻ mặt giống như nhìn kẻ ngốc hư thật không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra lại dám chủ động chịu chết bách lý vân từ tốn nói hắn đã bố cục hoàn thành hiện tại chỉ kém thu hoạch lăng hàn mỉm cười mời tiếp tục ta sẽ yên lặng nhìn ngươi biểu diễn chết thân là đế tử đương nhiên bách lý vân là người sát phạt quả đoán bất cứ lời lẽ gì cũng chờ thắng rồi nói sau, hiện tại, hắn muốn đánh chết Lăng Hàn, vạn nhất lại để Lăng Hàn chạy trốn, khi đó hắn sẽ biến thành trò cười. Hắn chỉ vươn tay lên, quy tắc liền hóa thành một thanh kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay ấn một cái, ông, thanh kiếm này chém tới không ngừng, sau đó Lăng Hàn vươn tay phải nắm một cái, bành, quy tắc đã vỡ vụn. Ân, Bách Lý Vân kinh ngạc, hắn phải quan sát Lăng Hàn kỹ hơn, hắn ngạc nhiên la lớn. Ngươi đột phá, gia hỏa này đã bước vào chân ngã đệ tam hình làm sao có thể hắn có thể kết luận lăng hàn trước kia nhiều nhất chỉ có hai thạch thai mà thôi với thiên phú yêu nhiệt của lăng hàn tin tưởng số lượng chân ngã chỉ ít có tám cái hiện tại mới trôi qua một năm gia hỏa này đã bước vào đệ tam hình ngươi đạt được bao nhiêu tiến hóa quả ngươi thật sự cho rằng ta khờ lăng hàn cười nói hắn nhảy tới và xuất quyền từng thanh thiên đạo chém tới quy tắc đáng sợ tấn công bách lý vân oanh 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 lăng hàn chủ động cường công chiến lực đáng sợ. Bách Lý Vân đấu vài lần, hắn phát hiện thực lực Lăng Hàn hoàn toàn không kém gì chính mình, hắn cảm thấy buồn bực, sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên vận dụng tuyệt chiêu, không cho Lăng Hàn thời gian trưởng thành. Hiện tại thế nào, chiến lực của đối phương không kém gì mình? Không, Bách Lý Vân hoảng sợ phát hiện, thậm chí chiến lực Lăng Hàn còn trên hắn, mặc dù nhiều nhất chỉ hơn một trọng thiên nhưng trong đối kháng cùng cấp bậc, đừng nói tranh lệch một trọng thiên, cho dù tranh lệch một tia cũng đủ để phân thắng bại. Hắn quá sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, Lăng Hàn có được thủ đoạn bỏ qua thế tử phù giết người, hắn chỉ có một cái mạng. Thật sự là tính sai, để ngươi trưởng thành tới mức này, nhưng ta sẽ không lại phạm sai lầm. Bách Lý Vân hừ một tiếng, oanh, hắn bỗng nhiên thiêu đốt đế huyết. Thế hệ Bạch Ngân lại thiêu đốt đế huyết, khi đó hắn mạnh bao nhiêu. Oanh, Lăng Hàn đấu với hắn, thân thể bị đánh bay ra ngoài nhưng lông tóc không tổn thương. Chiến lực của Bách Lý Vân chỉ đạt tới tứ thập ngũ trọng thiên, tăng lên có hạn. Vì cái gì? rất dễ lý giải bởi vì bách lý vân cách chiến lược đại đế lúc tuổi còn trẻ không xa, bởi vậy thiêu đốt đế huyết chỉ giúp hắn đạt tới tiêu chuẩn đại đế khi còn trẻ, không có khả năng vượt qua. cho nên chiến lược cực hạn của hắn chính là tứ thập ngũ trọng thiên. từ điểm đó mà nói, thế hệ hoàng kim thiêu đốt đế huyết cũng không có tác dụng gì, bởi vì tư chất bọn họ đã đến gần vô hạn đại đế lúc trước. chiến lược lăng hàn đạt tới tứ thập nhị trọng thiên, mà hắn lại có thể hóa giải chiến lược sáu trọng thiên khi bị tấn công, cho nên Bách Lý Vân chỉ có thể đánh hắn lui lại chứ không thể làm hắn bị thương. Đế huyết thiêu đốt vừa kết thúc là tử kỳ của ngươi. Lang Hàn thản nhiên nói, ngươi quá kiêu ngạo, nơi này còn có bao nhiêu thế hệ bạch ngân, chỉ cần ta liên thủ với một người, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bách Lý Vân không sợ, Lăng Hàn cười một tiếng, đừng quên, ngươi đã phong tỏa nơi này, khi ngươi công kích ta, ngươi có thể đánh vỡ quy tắc hay sao? Chương 4696, giúp đỡ, Bách Lý Vân biến sắc, khốn kiếp, hắn đào cái hố chôn chính mình, hắn đã phong tỏa nơi này, tự nhiên là vì phòng ngừa Lăng Hàn sử dụng tinh bộ đào tẩu, bởi vậy, hắn còn cố ý ra cố một tầng lại một tầng, nhưng bây giờ thì sao, người muốn chạy trốn lại đổi thành hắn. Quy tắc cũng không nhận người quen, nó sẽ đối xử như nhau. Cho nên, hắn muốn rời khỏi khu vực này thì cần phá vỡ quy tắc cố hóa. Không phải hắn đang mua dây buộc mình sao, hắn hét lớn một tiếng, hắn công kích Lăng Hàn, vận chuyển đế thuật. Quy tắc hóa thành đóa đóa thần liên tấn công Lăng Hàn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, năng lượng màu vàng sôi trào và lực phá hoại vô tận. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại không có chút biến hóa gì. Hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên công kích, trừ phi chiến lực Bách Lý Vân có thể vượt qua Lăng Hàn 7 trọng thiên, bằng không, chỉ cần hắn không cố ý thả lỏng, Bách Lý Vân không có khả năng tổn thương hắn. Chỉ qua mấy chiêu, Bách Lý Vân đã hiểu rõ điểm này, bởi vậy, hắn đánh lui Lăng Hàn, sau đó hắn bắt đầu oanh kích quy tắc của bản thân. Đế huyết thiêu đốt thời gian có hạn, một khi thiêu đốt xong hắn vẫn còn bị vây tại nơi này khi đó hắn lành ít giữ nhiều oanh 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 hắn toàn lực ứng phó nhưng hắn bố trí quy tắc phong tỏa rất dụng tâm làm sao có thể dùng hai ba chiêu phá được lại nói lăng hàn chỉ bị đánh lui hắn không bị thương cho nên hắn sẽ ngăn cản hắn bách lý vân nhức đầu lăng hàn công kích không thể coi thường mấu chốt là ra hỏa này như làm bằng sắt hắn công kích không có hiệu quả đây là việc làm hắn tuyệt vọng nhưng mà không ngừng oanh kích quy tắc phong tỏa càng ngày càng yếu, rốt cuộc cũng bị phá. Bách Lý Vân liền xông ra ngoài, đế huyết của hắn không còn thừa bao nhiêu, nhất định phải nhanh chóng tìm giúp đỡ. Lăng Hàn đuổi theo, đây là thời điểm phong thủy luân chuyển, Bách Lý Vân nghĩ đến lúc trước chính mình truy sát Lăng Hàn vạn giặc, nhưng bây giờ chính mình lại thành chó nhà có tang, trong lòng cảm thấy đáng chát. Hắn không thể không thừa nhận, thiên phú võ đạo của Lăng Hàn thật sự đã đuổi sát thế hệ Hoàng Kim, thậm chí, đặt hắn trong thế hệ Hoàng Kim cũng là nhân vật nổi bật nhất. Xeo, thân thể hắn lướt đi với tốc độ vô cùng nhanh. Thân pháp hiện tại chính là điểm yếu của Lăng Hàn, hắn chỉ nắm giữ thân pháp thánh cấp, tự nhiên so ra kém Bách Lý Vân, nhưng đừng quên hắn là trận sư, là trận sư tông sư. Oanh, một đầu địa long bốc lên và cản đường Bách Lý Vân. Đáng chết, Bách Lý Vân nguyền rủa một tiếng, hắn lại không thể không ra tay tấn công địa long. May mắn chiến lược của hắn cao tới tứ thập ngũ trọng thiên, một kích của hắn có thể đánh nát địa long, địa long chỉ có thể ngăn chậm hắn một chút mà chút thời gian này vẫn đủ cho hắn thoát khỏi lăng hàn đối phương sẽ không đuổi kịp hắn nhưng bởi vì như thế hắn cũng không cách nào thoát khỏi lăng hàn truy kích hai người một trước một sau từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định bách lý huynh xeo bách lý vân đang bay đi trong thức hải xuất hiện giọng nói hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đây là đế tử thạch gia đương nhiên không phải thạch nguyên trần mà là thạch hào cùng thế hệ bạch ngân với hắn thạch huynh giúp ta Hắn vội vàng thay đổi phương hướng. Ha ha, chẳng lẽ có thế hệ hoàng kim tự gọt tu vi đuổi giết làm Bách Lý huynh chật vật như thế? Thạch Hào cười to nói, đây đương nhiên là một câu nói giỡn, mặc dù đế tộc cạnh tranh với nhau nhưng không người nào kết thành tử thù với nhau, dù sao tất cả mọi người có thánh nhân cùng đế binh, một khi đại chiến với nhau sẽ chỉ làm hai bên lưỡng bại câu thương. Bách Lý Vân xấu hổ, bởi vì người đuổi giết hắn không phải là đế tử, thậm chí cảnh giới còn thấp hơn hắn. Hắn làm sao có thể mở miệng nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn đã xuất hiện. Ánh mắt Thạch Hào ngưng tụ, Lăng Hàn, hắn đã đoán được là Lăng Hàn đang đuổi giết Bách Lý Vân, nhưng chính vì thế mới làm hắn không hiểu. Làm sao có thể chứ? Mặc dù Lăng Hàn bất phàm, tư chất cao hơn nữa cũng chỉ có thể sánh ngang thế hệ Hoàng Kim, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp. Đánh nhau cùng cấp, có khả năng thế hệ Bạch Ngân không phải là đối thủ của hắn, nhưng đế tử cường đại cỡ nào, chỉ cần tranh lệch một tiểu cảnh giới, bảo đảm có thể nghiền ép đối thủ, đây là kinh nghiệm so đấu của thế hệ Hoàng Kim. Thạch Huynh, Thạch Nguyên Trần nhà các ngươi đã bị tiểu tử này giết. Bách Lý Vân thản nhiên nói, hai thế hệ Bạch Ngân liên thủ, Lăng Hàn không đủ gây sợ. Nghe nói như thế, sắc mặt Thạch Hào lập tức trầm xuống. Mặc dù là người cùng tộc, nhưng cùng thành đế tử, tự nhiên tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên tu luyện, Thạch Hào cùng Thạch Nguyên Trần không có quan hệ thân mật với nhau. Nhưng mà, hiện tại Thạch Nguyên Trần bị một người ngoài giết, đây chính là sỉ nhục của Thạch gia không giết lăng hàn, mặt mũi của hắn không sáng, đi ra ngoài sẽ bị chế nhạo. Ngươi giết thạch nguyên trần, hắn uy nghiêm đáng sợ hỏi. Không sai, lăng hàn cũng không định giấu giếm, hắn chính là muốn đế tộc biết rõ, muốn bắt nạt hắn không thể dễ dàng như thế. Hắn hiện tại dám giết đế tử, về sau hắn dám giết tôn giả, thánh nhân của đế tộc. Tốt, thạch hào không nói nhảm, hắn nhìn sang Bách Lý Vân. Cùng tiêu diệt tiểu tử này, Bách Lý Vân gật đầu, hắn đằng đằng sát khí mặc dù thạch hào không có giao thủ với lăng hàn nhưng hắn lại hiểu rõ thực lực của bách lý vân biết rõ có thể làm cho đối phương chạy chối chết thực lực lăng hàn tất nhiên rất đáng sợ kẻ này chiến lực đạt tới tứ thập nhị trọng thiên nhưng mà thể phách của hắn hết sức kinh người ta có thiêu đốt đế huyết cũng không cách nào đánh vỡ bách lý vân nói nếu ở cùng chiến hào tự nhiên phải chia sẻ tư liệu thạch hào cau mày thể tu có ưu thế lớn thế nào hắn cho rằng thể tu mang tới lực phòng ngự cho lăng hàn không được chủ quan Bách Lý Vân nhắc nhở, hai người một trái một phải bao vây Lăng Hàn, hai đế tử, hơn nữa còn là thế hệ Bạch Ngân. Lăng Hàn tươi cười, nếu hắn đạt tới đệ tứ hình, hai thế hệ Bạch Ngân cũng bị hắn đánh bại, nhưng bây giờ hơi có chút phiền toái. Xeo, hắn lao tới và chủ động xuất kích, cuồng vọng, thạch hào cười lạnh, đối mặt đế tử, hơn nữa còn là hai người, thế mà Lăng Hàn còn dám chủ động xuất thủ, hắn quá phách lối. Hắn cùng Bách Lý Vân đồng thời xuất thủ phản kích Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng ba con địa long tấn công Thạch Hào, còn hắn lao tới tấn công Bách Lý Vân. Ba con địa long, đây là cực hạn của hắn tại nơi này, quy tắc nơi đây áp chế quá nghiêm trọng. Phải biết, ba con địa long đều là có chiến lực tứ thập trọng thiên, mà Thạch Hào, không thiêu đốt đế huyết cũng chỉ có chiến lực tứ thập nhất trọng thiên, bị ba đầu địa long vây công, hắn có phần cố hết sức. Kể từ đó, Thạch Hào sẽ bị bỏ ra ngoài, Lăng Hàn lại đơn đấu với Bách Lý Vân lần nữa, mà Bách Lý Vân thì sao? Đế huyết đã thiêu đốt xong, chiến lực giảm xuống tứ thập nhất trọng thiên, hắn còn thua lăng hàn một bậc. chương 4697, thế hệ Bạch Ngân liên thủ. Mặc dù chỉ kém một trọng thiên, sau khi đánh một lúc lâu, Bách Lý Vân vẫn bại trận. Thạch Huynh, mau tới giúp ta. Bách Lý Vân quát, Thạch Hào cũng gặp phiền phức, đối thủ của hắn là ba đầu địa long, hơn nữa, mỗi khi giết một đầu sẽ mọc ra một đầu, giết mãi không dứt. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng chỉ có tứ thập nhất trọng thiên, đối với địa long có thực lực tứ thập trọng thiên, hắn không thể nói là phí sức nhưng cũng không cách nào tùy tiện thắng được mắt thấy bách lý vân đã nguy hiểm hắn hét lớn và bạo phát thiêu đốt đế huyết oanh khí thế toàn thân của hắn đã khác trước hắn tăng thêm bốn trọng thiên bành 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 hắn xuất ba đòn giết ba con địa long hắn lại lao tới tấn công lăng hàn đây là chiến lược nghiền ép thạch hào thế không thể đỡ lao tới bên cạnh lăng hàn cũng đánh lăng hàn bay đi nhưng chiến lược của hắn không thể vượt qua lăng hàn sáu trọng thiên hắn làm sao có thể làm lăng hàn bị thương lăng hàn hét dài một tiếng hắn lập tức giết trở về ngoá tiểu tử này là quái vật sao thạch hào sững sờ sắc mặt hắn thay đổi trước đó bách lý vân đã nói qua phòng ngự của lăng hàn vô cùng cường đại nhưng hắn cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy đến bây giờ mới tin tưởng từ đó ra đầu của hắn tê dại sau khi thiêu đốt đế huyết chiến lực của hắn đã là thúc giục đến cực hạt nhưng một kích vừa rồi không làm lăng hàn bị thương một vọng lông hắn tuyệt vọng tới cỡ nào rút lui rút lui rút lui bách lý vân kêu to hắn vốn cho rằng liên thủ với thạch hào thì có thể áp chế lăng hàn sau khi đánh nhau mới biết lăng hàn biến thái vượt xa hắn tưởng tượng cần càng nhiều thế hệ bạch ngân liên thủ còn cần một tên thế hệ bạch ngân bước vào đệ ngũ hình việc này không khó tìm bởi vì trước mắt thế hệ bạch ngân còn dừng lại ở đệ tứ hình có thể đếm được trên đầu ngón tay phần lớn đã là đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình càng nhiều đã bước vào hóa linh cảnh hừ lăng hàn đổi chiến thuật hắn sử dụng địa long đi trói buộc bách lý vân không cho hắn đào tẩu bản thân hắn nghênh đón thạch hào cho dù chiến lược đối thủ nghiền ép hắn ba trọng thiên thì thế nào cũng không gây thương tổn cho hắn hiện tại hắn không thể không giết bách lý vân bách lý vân hiện tại không có đế huyết để thiêu đốt hơn nữa sau khi thiêu đốt sẽ lâm vào thời khắc yếu nhất chiến lược của hắn hiện tại chỉ hơn tứ thập trọng thiên một chút đối phó một đầu địa long không có vấn đề nhưng ba đầu thì khó nói may mắn địa long thiếu biến hóa bằng không ba đầu cùng lên hắn sẽ bị đánh chết nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thạch hào hiện tại có chiến lược châu bò nhưng thời gian thiêu đốt đế huyết có hạn một khi chiến lược của hắn giảm xuống như vậy làm sao bây giờ ý nghĩ như vậy đồng thời sinh ra trong lòng thạch hào cùng bách lý vân hai người đồng thời thét dài ngay sau đó âm thanh cuồn cuộn truyền ra khắp nơi bọn họ đang cầu cứu hy vọng có thể kinh động càng nhiều người tốt nhất là thế hệ bạch ngân có thể viện thủ nhưng tất cả mọi người chạy đi bách hoa cốc chỉ còn lại có ba người bọn họ ở chỗ này cho dù hai người thạch bách lý gào thét thế nào cũng không ai chạy tới thời gian không ngừng trôi qua đế huyết của thạch hào đã sắp thiêu đốt xong làm sao bây giờ đi thạch hào quyết định thật nhanh bọn họ không thể lại chiến đấu nhưng ngược lại bọn họ có thế tử phù cho dù bị giết cũng có vài lần phục sinh sắc mặt bách lý vân trắng bệch hắn tự nhiên biết rõ lang hàn có được thủ đoạn bỏ qua thế tử phù chỉ cần bị đối phương oanh sát một lần khi đó chân thân xong đời, tuyệt đối không có một cơ hội lần nữa. Tốt, trong lòng của hắn quyết định thật nhanh, Thạch Huynh, người bây giờ chưa thiêu đốt đế huyết xong, giúp ta bọc sau. Không có vấn đề, Thạch Hào gật đầu, hiện tại chiến lực của hắn nghiền ép Lăng Hàn, hắn không có đánh phá phòng ngự của Lăng Hàn mà thôi. Bởi vậy, hắn vẫn cao ngạo như cũ, không một chút bối rối nào. Vậy thì xin nhờ, Bách Lý Vân xoay người chạy, hắn không nói chân tướng cho đối phương biết, nếu như nhất định phải chết một người, người đó khẳng định là Thạch Hào, cùng lắm thì sau này hắn giúp báo thù là được. Lang Hàn muốn theo đuổi, nhưng Thạch Hào ngăn cản trước mặt hắn. Ai? Lang Hàn thở dài, người muốn chết thay hắn sao? Thật sự là trò cười, người có thể gây tổn thương cho ta sao? Thạch Hào cao ngạo nói, chỉ qua vài lần, cho dù nơi này bị quy tắc trí cao áp chế, tốc độ tiến lên bị ảnh hưởng, nhưng Bách Lý Vân vẫn đi rất xa. Tiểu tử, dám đối địch với đế tộc, người chỉ có một con đường chết. Thạch Hào nói ra. Hắn chủ động chém giết, chiến lực của hắn hiện tại trên lăng hàn, chỉ cần đế huyết còn đang thiêu đốt, hắn có thể bảo trì ưu thế nghiền ép. Lăng hàn tiện tay chống đỡ, lộ ra tiêu cực cực kỳ. Theo Thạch Hào, việc này quá bình thường, thực lực ngươi không bằng, chẳng lẽ còn có thể lật bàn. Qua khi đánh một lúc, lăng hàn tươi cười, ta muốn đi giết người, không chơi với ngươi. Xèo, hắn phát động tinh bộ, biến mất trong nháy mắt. A, à, người đâu? Thạch Hào hơi sững sờ, sau đó giật mình tinh bộ, sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Không tốt, trung kế, lang hàn nắm giữ tinh bộ, có thể thuấn di ngàn dặm, tốc độ này đã vượt xa bọn họ, hiện tại, Bách Lý Vân chạy đủ xa, hắn cũng không biết ở nơi nào, nhưng lang hàn chính là trận sư, có thể thông qua địa mạch tiến hành cảm ứng. Cho nên, lang hàn nhất định biết rõ Bách Lý Vân đi nơi nào, bằng vào tinh bộ cũng có thể áp dụng đánh lén, nhưng hắn thì sao? Đừng nói theo không kịp, hắn còn không biết phương hướng ở nơi nào bách lý vân chưa chắc sẽ chạy thẳng tắp khó trách gia hỏa này chấn định như thế căn bản không có đuổi bắt bách lý vân thì ra tiểu tử kia đã tính toán tất cả thật là gia hỏa âm hiểm hắn dậm chân không thôi lần này bách lý vân chỉ có thể dựa vào chính mình xeo bóng người lăng hàn lóe lên hắn xuất hiện cách đó hơn một ngàn dặm tinh bộ phát động khoảng cách ngắn nhất cũng là vài trăm dặm bởi vậy thời điểm đánh cận chiến không phải là lựa chọn tốt nhất một tinh bộ bước ra ngược lại có thể theo dấu mục tiêu nhưng bây giờ khoảng cách kéo ra tinh bộ có thể phát huy hiệu quả tốt nhất phía trước bách lý vân chạy như điên hắn đã chui đầu vào lưới ngoá sau khi phát hiện lăng hàn bách lý vân cũng thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn thật sự không nghĩ tới lăng hàn còn nắm giữ tinh bộ sớm biết như thế hắn sẽ không tách ra khỏi thạch hào hai người cũng an toàn hơn một người hiện tại hắn phải đối mặt một mình không có đế huyết thiêu đốt hơn nữa hắn đang lâm vào suy yếu, làm sao ngăn cản Lăng Hàn. Càng mấu chốt chính là, hắn chỉ có một cái mạng. Bách Lý Vân khó khăn lắm mới nuốt ngụm nước bọt, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn sợ hãi. Có khả năng mình sẽ chết vào hôm nay, còn có gì ngôn gì không? Lăng Hàn vừa đi vừa nói, Bách Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Hàn, người chớ có ngông cuồng, cho dù thế nào đi nữa, người cũng chỉ là một dế cỏ mà thôi, là chân ngã đệ tam hình mà thôi, tử vi đế tộc ta tùy tiện phái ra một thành viên cũng có thể chém giết ngươi. chương 4698, lại giết một đế tử. Đây là sự thật, đế tộc cực kỳ cường đại, tự nhiên là có nội tình của bọn họ, đó chính tài nguyên tu luyện. Dù sao Lăng Hàn cũng chỉ là chân ngã cảnh, cho dù hắn yêu nghiệt hơn nữa cũng không có khả năng sánh bằng hóa linh cảnh, có quá nhiều người có thể chấn áp hắn. Ha ha, chuyện này không có quan hệ gì với việc ta giết ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng đôi tay của hắn vẫn bộc phát công kích đáng sợ thiên đao chém xuống quy tắc sôi trào đợi tu vi của ta tăng lên ta sẽ đi nhổ tận gốc tử vi đế tộc tê bách lý vân hít vào khí lạnh ra hỏa này muốn diệt trừ đế tộc ngươi lấy dũng khí từ nơi nào oanh 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 đôi tay lang hàn tấn công với tốc độ càng lúc càng nhanh tình cảnh của bách lý vân càng ngày càng gian nan đế thuật là tuyệt chiêu không thể vận chuyển liên tục chuyện này có tác dụng phụ lên bản thân rất lớn cũng không dùng đế thuật chiến lực của hắn sẽ giảm đi ba phần, hắn làm sao đối kháng với Lăng Hàn. Cho nên, hắn hiện tại chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, liều mạng thân thể bị hao tổn cũng muốn vận chuyển đế thuật, bằng không hắn sẽ bị oanh sát. Nhưng kể từ đó hắn không dễ chịu, da trên người vỡ ra, máu tươi phun trào, hắn biến thành huyết nhân. Như vậy đã xảy ra vấn đề lớn, kinh mạch của hắn bị tổn thương, thậm chí còn ảnh hưởng đến căn cơ võ đạo. Nhưng Bách Lý Vân lại không thể không làm, chỉ cần dừng lại một chút thì hắn chỉ có con đường chết, cho nên, biết rõ như vậy sẽ tự chém căn cơ, nhưng Bách Lý Vân không thể dừng lại. Nhưng cho dù như thế thì có lợi ích gì, chiến lực của Lăng Hàn cao hơn hắn, trên hai đấm còn mang theo năng lượng hủy diệt tản ra lực phá hoại đáng sợ. Bách Lý Vân liều chết cũng không cầu xin tha thứ, từ việc Lăng Hàn dám đánh giết đế tử thì có thể thấy được, hắn căn bản không quan tâm đắc tội đế tộc. Đây chính là người điên, cho nên, cầu mong tha thứ là chuyện không có khả năng trong vòng ba chiêu tiến ngươi lên đường lang hàn lạnh lùng tuyên cáo bách lý vân gầm lên hắn đường đường là đế tử hắn là thế hệ bạch ngân hắn không phải là súc vật hiện tại nghe người ta tuyên cao ba chiêu chém giết hắn không được tuyệt đối không được hắn liều lĩnh cường công dù liều mạng đến chết thì hắn cũng muốn kéo Lăng hàn chôn cùng mơ mộng hão huyền lang hàn lạnh lùng nói đổi thành đối thủ khác sẽ có hiệu quả dù sao đế tử phát cuồng liều mạng thì ai dám không nhượng bộ lui binh nhưng lăng hàn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích hắn liều mạng thì thế nào cũng không thể làm lăng hàn bị thương chiêu thứ nhất chiêu thứ hai chiêu thứ ba banh lăng hàn đánh ra một quyền đầu lâu của bách lý vân bị hắn đánh nổ tung không có cơ hội sống lại hắn bị năng lượng hủy diệt gạt bỏ sinh cơ hắn chỉ có một con đường chết thế tử phù không cách nào phát huy tác dụng banh thi thể bách lý vân ngã trên mặt đất lăng hàn không buồn không vui hắn tìm tòi trên thi thể bách lý vân hắn lại phát hiện ba tiến hóa quả lúc này hắn nở nụ cười vui vẻ không tồi hắn rất hài lòng với thu hoạch này hắn câu thông địa mạch tìm kiếm thạch hào nhưng đối phương đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn hiển nhiên thạch hào cũng không phải ngốc chờ đến khi hắn giải quyết bách lý vân sẽ đi gây phiền toái cho mình được rồi đây chỉ là tiểu nhân vật lang hàn nói thầm trong lòng nếu như thạch hào biết rõ hắn khẳng định sẽ buồn bực không gì sánh được hắn đường đường là đế tử thế hệ bạch ngân hiện tại bị coi là tiểu nhân vật hắn đi dạo khắp nơi bởi vì hắn cảm thấy kỳ quái tại sao người nơi đây đột nhiên biến mất đi một hồi lâu hắn mới gặp được võ giả vội vàng đi qua sau khi ngăn lại hỏi một chút đương nhiên người này rất khó chịu đối phương còn muốn động thủ lăng hàn nhanh chóng dùng đức phục người thì ra đã tìm được hang núi thần bí có lượng lớn tiến hóa quả đang mời chào bọn họ tự nhiên mỗi người đều phấn chấn nhưng hang núi có cấm chế cần phá vỡ bởi vậy trong thời gian ngắn không ai có thể vào được người nhận được tin tức càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn cho người kia rời đi nhưng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Là ai hảo tâm như vậy, lại còn truyền bá tin tức này ra ngoài. Trong bí cảnh này không thể kết nối tinh võng, tại sao tin tức có thể truyền đi nhanh như thế? a à, có ai nhìn thấy hang núi còn chạy khắp sơn cốc nói với mọi người hay sao? Lăng Hàn không tin, lúc trước truyền ra tin tức bên trong bách hoa cốc có lượng lớn tiến hóa quả, việc này đã làm Lăng Hàn cảm thấy bất thường, nhưng hắn cũng nghĩ đến, ai dám đắc tội người trong thiên hạ và đào ra cái hố lớn như thế. Nhưng chuyện này lại diễn ra, đây là nguyên nhân làm Lăng Hàn cảm thấy kỳ quặc. Phải nhanh chóng liên hệ với lão hắc cùng thần lằn, nơi này không đúng lắm. Hắn lẩm bẩm sau đó lao tới vị trí hang núi. Hắn tin tưởng, với tính nết của tiểu thanh long cùng đại hắc cầu tính nết, hiện tại khẳng định đã chạy tới bách hoa cốc, hơn nữa còn đang ở chỗ hang núi, bọn họ không thể tùy tiện hiện thân nhưng chắc chắn đã ở chung quanh. Lăng Hàn nhanh chóng đi tìm, hắn phát động tinh bộ, không qua bao lâu, hắn đã đi tới vị trí hang núi kia. Quả nhiên, nơi này tụ tập một đống lớn người, người ta tấp nập. Trừ số rất ít người đang tìm vận may ngoài sơn cốc, tuyệt đại bộ phận người đã tới nơi này, cho nên quy mô rất kinh người. Lão Hắc than lằn, Lang Hàn không lo được để lộ thân phận ra ngoài hắn, lớn tiếng kêu lên. Ân, từng ánh mắt nhìn sang, sau đó rất nhiều người lập tức nhận ra hắn, cả đám lộ ra vẻ mặt giật mình. Đây là Lăng Hàn, trời gia hỏa này bị chín đế tộc truy nã hiện tại hắn dám chạy tới nơi này rõ ràng bên ngoài có tôn giả tọa trấn hắn tiến vào bằng cách nào Lăng hàn chỉ thấy một người nam tử trung niên đi về phía hắn nói ta là lão hắc ngụy trang qua a à, lão hắc lang hàn gật gật đầu soát nam tử trung niên kia chạy gần đột nhiên hắn xuất thủ một thanh lợi kiếm đâm tới nhanh vô cùng quy tắc quấn quanh nếu bị chém chúng lang hàn chắc chắn phải chết cái này khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Không phải người quen biết Lăng Hàn hay sao, nghe khẩu khí giống như là hảo hữu tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Công kích đột ngột như thế, hắn làm sao ngăn cản. Xong, Lăng Hàn sắp bị đánh chết, nhưng vào lúc này, chỉ thấy thân hình Lăng Hàn lắc lư và né được một kiếm của đối phương, sau đó thuận thế xuất ra một quyền tấn công nam tử trung niên. Bành, ngược lại nam tử kia bị đánh không kịp chuẩn bị, hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể chém giết Lăng Hàn ngay lập tức, Ai ngờ đối phương đã sớm có chuẩn bị, chẳng những tránh thoát một kiếm này, còn thuận thế phản kích. Hắn lập tức trúng chiêu, bị một quyền này đánh trúng ngực, lực lượng cuồng bạo đánh tới, hắn nhanh lùi lại mấy trượng, miệng còn phun máu tươi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, người nhất định rất kỳ quái, người muốn xuất kỳ bất ý giết ta, vì cái gì tình huống lại ngược lại. Nam tử trung niên rất nghi ngờ, bởi vì hắn không rõ. Bởi vì lão hắc tuyệt đối sẽ không tự xưng lão hắc, cũng sẽ không gọi ta Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, Nam tử trung niên không cam tâm, thân thể hắn vừa gục xuống, hắn đã bị một quyền của Lăng Hàn diệt sạch sinh cơ, hiện tại hắn chỉ cố chống đỡ một hơi, hắn không muốn chết không rõ ràng. Hắn còn chưa biết đáp án nên hắn không cam lòng, thì ra nguyên nhân lại đơn giản như vậy. chương 4699, Cục Diện, Nam tử trung niên này chính là sát thủ chiến thần cung. Từ sáu lộ đối phương xuất thủ là có thể nhìn ra được, dù sao Lăng Hàn cũng ở trong chiến thần cung một đoạn thời gian dù sao hắn cũng là hạt giống lúc này lại có hai tên nam tử chạy tới một là đại hán trung niên hắn tỏa ra khí chất biêu hãn không gì sánh được một người khác là thiếu niên mặt mũi đầy ngây thơ nhưng lại mang theo một tia ngạo khí tiểu hàn tử hai người này phân biệt dùng thần thức truyền âm kêu lên lăng hàn gật đầu đây là tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu tốt rồi lăng hàn người tự chui đầu vào lưới sao một người nói ra hắn nhanh chân tới gần lăng hàn đế tử lâm vân đây chính là thế hệ Bạch Ngân, hơn nữa đã bước vào đệ ngũ hình, thực lực mạnh đến mức không có cách nào tưởng tượng nổi. lang Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đã nắm giữ tinh bộ, còn gì phải sợ. Lão Hắc, Thăn Lăn, chuẩn bị chạy đi, hắn sử dụng thần thức truyền âm, tại sao ngươi lại lộ thân phận ra ngoài, không thì chúng ta có thể đục nước béo cò. Đại Hắc Cầu không cam lòng nói, đúng thế, Tiểu Thanh Long cũng nói, bọn họ đã giấu giếm thân phận rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng bị người ta phát hiện, hơn nữa, lượng lớn tiến hóa quả sắp xuất hiện đây là thời điểm phát hiện Lăng hàn lắc đầu ta cảm thấy đây là cái bẫy không nên bị lòng tham che mở đôi mắt lang hàn lâm vân hét lớn một tiếng hắn tràn đầy lửa giận đối phương lại dám không nhìn chính mình đúng 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 ta không bị điếc nghe được rất rõ ràng lang hàn mới nói với hắn một câu muốn chết lâm vân sắp động thủ nhưng vào lúc này đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hoan hô tình huống như thế nào cấm chế đã mở tiếng hoan hô như nước thủy triều. Lâm Vân sững sờ, sau đó hắn hừ một tiếng, nói. Xem như số người gặp may, so sánh với nhau, tiến hóa quả càng trọng yếu hơn, quan hệ tới việc hắn có thể nhanh chóng đạt tới đệ lục hình hay không, thậm chí có hy vọng xung kích đệ thất hình. Nếu có thể đạt tới đệ thất hình, hắn có thể rút ngắn khoảng cách với thế hệ hoàng kim, còn nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới đệ bất hình, vậy hắn sẽ không thua gì thế hệ hoàng kim. Cho nên, tiến hóa quả trong mắt hắn biến thành đồ vật trọng yếu không gì sánh bằng, thậm chí có thể tạm thời buông tha lăng hàn. Đế tử đều tiến vào trong hang động, nhất là thế hệ Bạch Ngân, từ xưa tới nay bọn họ có địa vị xấu hổ, bọn họ cấp thiết cải biến hơn so với bất cứ người nào khác. Lăng hàn không có động, thậm chí còn đè xuống tiểu thanh long cùng đại hắc cầu. Người cảm ứng được cái gì? Chỉ mộng hàm chạy tới, nàng có thân hình thước tha rung động lòng người. Tiểu la lị tóc bạc cùng chỉ đáo cũng ở đây, bọn họ đều có thể kiềm chế không có sông vào hang núi trước tiên thì đúng là hiếm cố lăng hàn nghĩ nghĩ nói nguy hiểm nguy hiểm chi đáo gãi gãi đầu nơi này hội tụ nhiều đế tộc như vậy ai dám động đến chúng ta bởi vì làm thế chẳng khác gì đắc tội với tất cả đế tộc từng thánh nhân mang theo đế binh tới thử hỏi trong thiên hạ có ai gánh được không biết đây chỉ một loại trực giác lăng hàn nói tỷ phu người biến thành nữ nhân lúc nào tiểu la lị tóc bạc nói ra tiểu nha đầu không phải chỉ có nữ nhân mới có trực giác đại hắc cầu nói chuẩn bị rút lui ta luôn cảm thấy nơi này dày đặc sát cơ lăng hàn nói ha 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 đúng là trực giác lợi hại không hổ là thiên tài có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim trong truyền thuyết một giọng nói vang lên thậm chí còn có tiếng vỗ tai ai đám người lăng hàn quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy một đoàn người từ ngoài sơn cốc đi vào không nhiều chỉ có 9 người người cầm đầu chính là một lão giả mày trắng râu bạc trắng khi thức không hiện, cũng không biết rõ mạnh là yếu, nhưng tám người sau lưng hắn không thiếu cường giả cấp giáo chủ cấp. T. Nơi không phỉa cấm võ giả ngoài chân ngã cảnh tiến vào hay sao, tại sao lại xuất hiện bốn tên giáo chủ, ba tên hóa linh chân quân, chỉ có một tên là chân ngã cảnh, hắn khoảng 20 tuổi, sinh mệnh bốc lên hừng hực. Đông phương gia chủ, chỉ mộng hàm mở miệng, nàng thi lễ với lão giả tóc bạc kia, hắn chỉ hơi khom người mà thôi, ý nghĩa rất rõ ràng. Đây là tự nhiên, nàng chính là đế nữ, ai có thể xứng đáng nhận đại lễ của nàng. Lăng Hàn kinh ngạc, lão giả này là người cầm quyền của Đông Phương gia tộc. Khó trách đối phương có thể tiến vào, thiên không đảo cho do bọn họ quản lý, cho nên bọn họ khẳng định sẽ có biện pháp tiến vào. Vấn đề là vì cái gì? Lão giả lông mày trắng, hắn tên là Đông Phương Bạch, đó là đại năng cấp tôn giả, hắn đã sống hơn 9 vạn năm, trên lý luận hắn cách thọ nguyên khô cạn đã không xa, tùy thời có thể hóa đạo chết đi. Hắn cười nhạt một tiếng, Nghe nói quý nữ đông lâm đế tộc đẹp tuyệt đương thời, quả nhiên phong thái động lòng người. Chỉ mộng hàm nhíu mày, ngươi là một tiền bối, ngươi nói thế trước mặt nàng là không ổn. Tin tức bách hoa cốc là các ngươi tung ra ngoài, lăng hàn lại trực tiếp hỏi, ánh mắt đông phương bạch ánh mắt nhìn lên người lăng hàn, trong mắt hơi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hắn thống khoái gật đầu. Không tệ, vì cái gì, lăng hàn hỏi, cái này sao, nói đến liền dài ra, đông phương bạch cười nói, thời gian còn nhiều, tiền bối không ngại nói từ từ. Lăng Hàn cũng cười, nhìn ra được, vì thế tiền bối đã chuẩn bị cực kỳ lâu, chuyện bây giờ sắp thành, không chia sẻ một chút chẳng phải không thú vị hay sao. Ha ha, người trẻ tuổi, người thật thú vị, giết người thú vị như người thật đáng tiếc. Đông Phương Bạch cười nói, chỉ mộng hàm căng thẳng, Đông Phương gia tộc trôn giấu sát cơ. Nàng không nhịn được nói, Đông Phương gia chủ, người cũng không nên quên, nơi này có bao nhiêu đế tộc, chứ có dẫn họa sát thân cho Đông Phương gia, tiểu nha đầu, người đang uy hiếp bản tôn sao? Đông Phương Bạch lắc đầu, tiểu tử kia nói không sai, bản tôn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay quá lâu rồi, không nói ra chia sẻ với người khác, ta cảm giác thành tựu sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Hắn bắt đầu nói, thiên không đảo này vốn do Đông Phương gia tộc ta phát hiện, nhưng không thể gạt được bao nhiêu năm thì bị người ta phát hiện. Ha ha, lúc trước, đế tộc vì tranh đoạt đảo này đã ra tay đánh nhau, nhưng ai cũng không có chú ý tới tâm tình của Đông Phương gia chúng ta. Các người đánh xong, nhưng Đông Phương gia tộc chúng ta cũng tổn thương thảm trọng đến cuối cùng các ngươi chỉ nói một câu đó là cho Đông Phương gia ta tiếp tục quản lý Thiên Không Đảo nhưng căn bản không hỏi tới một chút vì việc này mà Đông Phương gia tộc chúng ta đã chết bao nhiêu người Đế tộc các ngươi cao cao tại thượng không cho phép người ta trái ý hay sao Ha ha nói dễ nghe Thiên Không Đảo do Đông Phương gia tộc ta quản lý nhưng trên thực tế từ đó về sau con cháu Đông Phương gia tộc đời đời kiếp kiếp đều thành nô bộc của các ngươi chúng ta không cam lòng các ngươi chỉ kiểm tra thiên không đảo đơn giản làm sao có thể thăm dò vượt qua chúng ta những kẻ đời đời kiếp kiếp ở lại nơi này trước đời của bản tôn chúng ta phát hiện một kiện bí bảo ở chỗ này tiên thiên thạch linh